Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 8, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc trọng thể tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và đề ra phương án nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, cho ý kiến các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số nội dung quan trọng khác. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng, nối trực tiếp đến điểm cầu tại hội trường Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố số 24 đường Trần Phú và điểm cầu tại các quận huyện. Kỳ họp này sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2 và trực tuyến trên website www.danangtv.vn. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, kính thưa các vị đại biểu khách mời, căn cứ quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 và thảo luận, biểu quyết về các nội dung Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tham dự hiện nay là 52 trên 52 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu ở trong khu cách ly tham dự kỳ họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy, kỳ họp thứ hai đủ điều kiện để tiến hành. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể cử tri về tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố, xin trân trọng kính giới thiệu và chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, lãnh đạo Bộ Công tác miền Trung và Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội. Dự tại điểm cầu hội trường trung tâm hành chính thành phố, xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở ban ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các hội đoàn thể của thành phố. Dự tại điểm cầu quận huyện, xin trân trọng kính giới thiệu lãnh đạo các quận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận phường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện. Xin giới thiệu và cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đến dự và đưa tin về kỳ họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các vị đại biểu, căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền và địa phương và quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất giới thiệu chủ tọa kỳ họp gồm các ông bà sau đây:
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Và bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, xin giới thiệu thành phần thư ký gồm các ông bà sau đây: ông Trần Đình Quân, trưởng phòng công tác Hội đồng Nhân dân thành phố, văn phòng đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Trương Thị Vân, chuyên viên phòng công tác Hội đồng Nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Hội và Hội đồng Nhân dân thành phố; và bà Phạm Trần Minh Tuyến, chuyên viên phòng công tác Hội đồng Nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời chủ tọa kỳ họp lên điều hành và thư ký lên làm việc. Kính thưa kỳ họp, được sự ủy quyền của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Kỳ họp diễn ra trong một ngày, ngày 12 tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau. Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ, dự kiến kết thúc vào lúc 11 giờ 15. Tuyên bố lý do, chào cờ, giới thiệu đại biểu thông qua dự kiến chương trình kỳ họp. Khai mạc kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham mưu xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và các ý kiến kiến nghị của cử tri. Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đơn thư tại kỳ họp thứ hai. Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ, dự kiến kết thúc vào lúc 17 giờ 15. Phát biểu tiếp thu giải trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thảo luận và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, chào cờ, bế mạc kỳ họp. Trên đây là chương trình dự kiến kính trình kỳ họp. Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Tú, Phó Chánh phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Và xin ý kiến các vị đại biểu về chương trình kỳ họp. Báo cáo các vị đại biểu là chương trình dự kiến ban đầu triệu tập đại biểu là 3 ngày. Tuy nhiên là do tình hình dịch bệnh đang ở mức độ nguy hiểm rất cao, để dành thời gian cho các vị đại biểu là lãnh đạo các địa phương, các sở ngành tập trung chống dịch. Cho nên là thường trực cũng thống nhất chỉ rút ngắn lại chương trình trong vòng 1 ngày. Nội dung cụ thể như các vị đại biểu vừa nghe, riêng một số nội dung như là chất vấn, rồi thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ, thì xin ý kiến các vị đại biểu là các nội dung này xin các vị đại biểu có thể thực hiện dưới hình thức văn bản. Tất cả các tài liệu về thảo luận, chất vấn mà các vị đại biểu đã chuẩn bị, đã gửi đến kỳ họp thì có giá trị như là phát biểu tại hội trường, được đoàn thư ký tổng hợp, được thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp, và các cái cơ quan liên quan sẽ tiếp thu và trả lời các vị đại biểu theo đúng quy định của luật định. Để xin ý kiến các vị đại biểu. Cái thứ hai nữa là do cái điều kiện dịch bệnh chúng ta bố trí hội trường, cho nên là các vị đại biểu không thể ngồi đúng cái chỗ để mà thực hiện cái quyền biểu quyết bằng hình thức bấm nút được. Cho nên là riêng tại kỳ họp lần này thì cũng xin phép các vị đại biểu là chúng ta thực hiện biểu quyết theo hình thức truyền thống là giơ tay, để xin ý kiến các vị đại biểu. Sau đây thì xin mời các vị đại biểu cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp mà ông Nguyễn Xuân Tú vừa trình bày. Nếu các vị đại biểu thống nhất thì xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân. Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Xin cảm ơn các vị đại biểu.
Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Lưu Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Nhân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thưa các vị đại biểu khách mời, thưa toàn thể cử tri thành phố. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn thành phố, nhưng do yêu cầu phải thực hiện việc thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng và điều hành kinh tế xã hội của thành phố nói chung, nên Hội đồng Nhân dân thành phố vẫn quyết định tiến hành kỳ họp thứ hai theo luật định. Hôm nay, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành phiên khai mạc. Do tình hình dịch bệnh, kỳ họp rút ngắn 2 ngày so với chương trình dự kiến. Chương trình dự kiến trước đây là 3 ngày. Hiện nay, theo thống nhất của các vị đại biểu, thì chỉ tổ chức trong vòng 1 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ họp tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các vị đại biểu khách mời và một số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hiện đang ở trong khu vực cách ly y tế. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin cảm ơn và chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các vị khách mời đã trực tiếp đến tham dự kỳ họp và dự họp qua 14 điểm cầu trực tuyến. Xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân thành phố thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố. Những tháng đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện khá tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, từng bước khôi phục kinh tế xã hội, nhất là trong 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là từ tháng 7 năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố. Qua theo dõi, giám sát và tập hợp ý kiến của cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và địa phương, nhất là cấp chính quyền ở cơ sở, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nỗ lực, trách nhiệm rất cao để vượt qua khó khăn, đạt được một số kết quả tích cực trong phòng chống dịch và điều hành kinh tế xã hội. Đồng thời hoan nghênh và cổ vũ tinh thần tương thân tương ái, sự chia sẻ, đồng thuận, cảm thông của người dân cũng như của cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã và đang cùng thành phố cố gắng vượt qua những thách thức khó khăn mang tính lịch sử này. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xin biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đang ngày đêm không ngại gian khó, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho thành phố và xây dựng cuộc sống bình thường mới cho người dân. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri thành phố, chúng ta cần nhìn nhận rõ hơn về tình hình thực tế với những khó khăn ngày càng nhiều của người dân, của cộng đồng, của doanh nghiệp nói riêng, những khó khăn thách thức trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 của thành phố nói chung. Dịch COVID-19 bùng phát và lây lan rộng với mức nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố, dẫn đến phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã đặt ra nhiều ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, đời sống của nhân dân và sự ổn định của xã hội. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là ngành dịch vụ, du lịch. Hàng trăm ngàn người lao động tạm ngừng hoặc không có việc làm. Nguồn lực ngân sách của thành phố chi cho công tác phòng chống dịch bệnh là rất lớn và ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án trọng điểm, công tác giải tỏa đền bù còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch. Nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm. Tình hình lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của thành phố theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao từ đầu năm. Đây là những vấn đề cần được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tổng thể
đầy đủ ở mọi khía cạnh để thảo luận và thống nhất những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội phù hợp với tình hình, những giải pháp căn cơ trong thời gian đến nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân, phục hồi kinh tế trước mắt cũng như phát triển bền vững trong thời gian sắp đến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét cho ý kiến khoảng 120 tài liệu. Theo đó, xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm 2021, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, chú trọng thảo luận và bàn sâu về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thảo luận thông qua hơn 20 tờ trình nghị quyết ở một số lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tài liệu kỳ họp đã được chuẩn bị khá chu đáo và cũng đã được gửi đến các vị đại biểu, đảm bảo thời gian theo quy định. Tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu sâu, cho ý kiến cụ thể để kỳ họp thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nhiệm vụ còn lại trong các tháng cuối năm 2021. Do thời gian kỳ họp rút ngắn nhiều so với chương trình dự kiến, nên xin phép phần phát biểu thảo luận chất vấn tại hội trường, tại tổ của các vị đại biểu chúng ta thực hiện qua hình thức văn bản. Ngay sau kỳ họp này sẽ được tổng hợp, tiếp thu, chuyển đến các ngành chức năng để trả lời và tổng hợp đầy đủ những vấn đề các vị đại biểu tham gia. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con cử tri, mỗi ý kiến thảo luận, đề xuất, mỗi quyết định đúng đắn, kịp thời của từng vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hôm nay sẽ là sự quyết tâm đồng hành với chính quyền các cấp để cùng nhau tháo gỡ một số điểm nghẽn trong điều hành, trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp các ngành, mà hơn hết là cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng sự mong đợi của cử tri, của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của cả thành phố là phải chiến thắng được đại dịch COVID-19. Do đó, một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp vào thành công của kỳ họp. Tôi xin được khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trình bày báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, quý vị đại biểu khách mời, kính thưa toàn thể bà con cử tri thành phố. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát diện rộng trên cả nước vào đầu tháng 5 2021, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực, quyết tâm tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, ổn định sản xuất cho doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa phương. Các hoạt động phát triển kinh tế cơ bản được duy trì, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Một là về một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 4,99% so với cùng kỳ 2020, trong đó dịch vụ tăng 5,34%, công nghiệp xây dựng tăng 2,85%, nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,08% và thuế sản phẩm tăng 7,99%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 32.802 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 805,5 triệu đô la Mỹ, tăng 17,8%. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 643,6 triệu đô la Mỹ, tăng 13,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.387,6 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao
bằng 97% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 10.762,4 tỷ đồng, đạt 61,18% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 18.253 tỷ đồng, tăng 2,04% so với cùng kỳ. Cập nhật số liệu đến cuối tháng 7 năm 2021 thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 13.000 tỷ đồng, đạt 61,55% dự toán. Về giải ngân vốn đầu tư công, ước giải ngân theo dự toán năm 2021 đạt 45,2% kế hoạch trung ương giao và đạt 34,7% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp quy định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 2.016 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư là 1.827,4 tỷ đồng và 8 dự án trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư là 188,4 tỷ đồng. Cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là 147,98 triệu đô la Mỹ, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.107 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 4,3% về số vốn so với cùng kỳ 2020. Thứ hai là các phương án tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2021. Phương án tăng trưởng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên những dự báo chung về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2021, kết quả thực hiện năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố Đà Nẵng và khả năng khống chế dịch bệnh của thế giới, Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Theo đó, xây dựng hai phương án phát triển kinh tế xã hội của thành phố như sau. Phương án thuận lợi. Dự kiến dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát từ cuối quý 3 năm 2021. Việc tiêm chủng được triển khai nhanh chóng và đạt miễn dịch cộng đồng vào quý 2 2022. Tốc độ tăng GDP 6 tháng cuối năm đạt mức giảm gần âm 0,14%, trong đó các khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng lần lượt là âm 2,7%, dương 3,2% và dương 3,9%. Theo đó, tốc độ tăng GDP năm 2021 sẽ đạt mức 2,33%. Đây là kịch bản do Tổng cục Thống kê dự báo. Quy mô GDP tương đương gần 94% so với năm 2019 và gấp 1,023 lần năm 2020. Trong đó, các khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp, thủy sản lần lượt là tăng 1,5%, 3% và 1,8%. Thu nội địa cả năm 2021 ước đạt 18.404 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, nếu không kể tiền sử dụng đất 3.304 tỷ, thì ước thu nội địa là 15.100 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán được giao, bằng 96,8% so với cùng kỳ. Phương án ít thuận lợi. Dự kiến dịch COVID-19 chưa được kiểm soát trong quý 3 năm 2021 và các hoạt động kinh tế trở lại bình thường trong quý 4 2021. Quá trình tiêm chủng vaccine được triển khai nhưng vẫn còn chậm do thiếu nguồn cung cũng như năng lực của hệ thống y tế. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm 2021 giảm gần âm 2,2%, trong đó các khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng lần lượt là âm 5,14%, dương 3,2% và dương 3,7%. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 sẽ ở mức 1-1,5%. Khi đó, quy mô GDP năm 2021 tương ứng bằng 93,2% năm 2019 và gấp 1,012 lần năm 2020. Thu nội địa cả năm 2021 ước đạt 17.514 tỷ đồng, đạt 96,27% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Nếu không kể tiền sử dụng đất thì ước thu nội địa là 14.210 tỷ đồng, đạt 95,4% dự toán giao, bằng 91% so với cùng kỳ, hụt thu so với dự toán là 683 tỷ đồng. Trong điều kiện hiện nay, phương án có thể xảy ra nhất đối với thành phố là tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 sẽ đạt mức 2,33%, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao và có tính phấn đấu. 3 là một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 1 là chỉ đạo quyết liệt kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19, triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 68 ngày 6 tháng 8 2021 của Chính phủ, phấn đấu thành phố Đà Nẵng kiểm soát dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8 2021, tiếp tục mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng cam, vùng vàng, hạn chế phát sinh vùng đỏ, sớm đưa các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố
trở lại trạng thái bình thường mới trong quý 4 2021. Thứ hai là tập trung hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế. Rà soát bổ sung điều chỉnh các giải pháp để triển khai kế hoạch số 65 của Ủy ban nhân thành phố về khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 21-22 và tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật dòng sông ánh sáng, triển khai giai đoạn 2 tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Hưng Đạo, hỗ trợ đơn vị tư vấn sớm nghiên cứu, hoàn thành và bàn giao đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực để trình các cấp có thẩm quyền trong quý 4 2021. Hoàn thành đề án nghiên cứu quy hoạch nhằm đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất trong khuôn viên trung tâm trong thời gian đến, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại quốc tế, triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư chợ đầu mối Hòa Phước, lập phương án đầu tư quản lý khai thác chợ cồn theo hình thức chợ truyền thống, duy trì kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động vận chuyển hành khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện 4 bánh, tàu du lịch, hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai các khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ các tập đoàn lớn uy tín như FPT, Viettel, VNPT, CMC, LG, triển khai các dự án khu công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, triển khai đồng bộ có hiệu quả đề án thành phố thông minh, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong đổi mới. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và khẩn trương tổ chức triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 khu công nghiệp mới là khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp Hòa Nhơn, khu công nghiệp Hòa Ninh. Tập trung thực hiện đồng bộ 3 chính sách để tạo đột phá và đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, gồm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu cây gỗ lớn. Thứ ba là đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư công và các giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo xử lý các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng, triển khai dự án, nhất là các công trình trọng điểm, động lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Sửa đổi quy chế phối hợp giữa các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban ngành và các quận huyện, xã phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án và quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công dự án trên địa bàn thành phố, khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, khởi công các dự án. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng theo chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng nhà chung cư, nhà ở cũ, đẩy nhanh tiến độ di rời các khu tập thể xuống cấp, chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy hải sản tự phát trong năm 2021. Xây dựng quy trình thủ tục giao đất cho thuê đất đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố, phê duyệt danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 21-25 và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục triển khai đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 21-30, xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường như Âu Thuyền Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn và các dự án liên quan bãi rác Khánh Sơn, các trạm trung chuyển, trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố. Thứ tư là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả nghị quyết số 34/2021 của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, hoàn thiện trình Thành ủy đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính ngân sách phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, căn cứ kết quả để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các đơn vị địa phương năm 2021, nhất là đối với các công trình trọng điểm, động lực. Hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 21-26 theo mô hình chính quyền đô thị,
khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quyết định số 12/2020 của Ủy ban nhân thành phố quy định về quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với nghị định số 15/2021 của Chính phủ và quy định hiện hành, trong đó tăng cường phân cấp, phân quyền trong việc quyết định đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và các trình tự có liên quan. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với doanh nghiệp, báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, tài nguyên, môi trường giai đoạn 2020-2022. Thứ năm là tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, tập trung giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động sau dịch COVID-19, xây dựng đề án, tiếp tục thực hiện chương trình thành phố 5-0, 3-có, 4-an trên địa bàn thành phố giai đoạn 21-25. Thứ sáu là tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh mạnh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Trần Trí Cường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội trình bày báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, thưa toàn thể cử tri thành phố. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021. Trong bối cảnh lịch dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cả nước phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã rất tích cực, khẩn trương, làm việc liên tục, kết thúc kỳ họp sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được thông qua. Bên cạnh đó, Quốc hội đã kịp thời quyết định bổ sung nghị quyết kỳ họp thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Tại kỳ họp này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, trong đó gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quốc hội đã ban hành 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự. Xem xét các báo cáo về tổng kết công tác bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa 15, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Thứ nhất là về báo cáo kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Các đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý và tỷ lệ đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm. Tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trình độ chuyên môn của những người trúng cử đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Quốc hội trân trọng cử tri và nhân dân cả nước đã hưởng ứng, tham gia rất tích cực và có trách nhiệm, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử,
kịp thời hiến kế để ban hành các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thứ hai là về công tác tổ chức và nhân sự. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, đảm bảo dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao. Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Thường vụ Quốc hội. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước, đồng thời phê chuẩn 4 thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Thứ ba là về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, Quốc hội khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm 2021, cả nước đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, bảo đảm kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các giải pháp tiết kiệm chi được thực hiện triệt để nhằm đảm bảo nguồn lực cho việc phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại. Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên, đồng thời yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Chủ động điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, cải cách chính sách thu chi, chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ động thuế, chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ động xây dựng cơ bản, chuyển nguồn tạm ứng ngân sách sai quy định. Đồng thời có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm soát nợ công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, có sự lựa chọn ưu tiên để vừa đảm bảo sức khỏe tính mạng của nhân dân, vừa bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển, thực hiện cải cách tiền lương, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định mục tiêu cụ thể về tổng thu ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn, tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân và yêu cầu trong tổ chức thực hiện cần phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 phấn đấu giảm dưới 3,7% GDP. Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 của ngân sách trung ương khoảng 3,68 tỷ đồng, nợ công hàng năm không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP,
và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Đồng thời, đề ra một số giải pháp cơ bản như nghiên cứu, sửa đổi luật ngân sách nhà nước và các văn bản luật liên quan phù hợp với thực tiễn, tăng vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế, tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới. Đầu tư công phải bám sát và phục vụ việc thực hiện tốt các mục tiêu định hướng phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định, không chia nhỏ dự án. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nội dung thứ tư là về chương trình xây dựng luật pháp lệnh và chương trình hành động giám sát của Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, đã điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh năm 2021. Theo đó, chương trình năm 2022 gồm có 9 luật, 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và 2 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến. Thì trong đó, luật dự án luật đất đai sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch được ban hành tại kỳ họp thứ 3 và việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại kỳ họp thứ 4. Thứ 5 là về nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, trong đó khẳng định cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó khăn lường, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi phí thường xuyên khác còn lại của năm 2021, thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng chống dịch, ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch. Nội dung thứ 6 là về cái hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp. Thì ngày 20 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Và ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách. Tại kỳ họp,
Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã thể hiện trách nhiệm tham dự đầy đủ và nghiêm túc các phiên họp tại đoàn, tại tổ và hội trường. Riêng báo cáo với quý vị Hội đồng Nhân dân thành phố thì riêng đại biểu Võ Văn Thưởng do bằng công tác ở nước ngoài nên không thể tham dự và đã có báo cáo với các cơ quan chức năng theo quy định. Các vị đại biểu của đoàn đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và tích cực tham gia phát biểu, tham luận sôi nổi. Thì đã có tổng cộng 12 lượt tham gia phát biểu và hầu hết các nội dung của kỳ họp lần này, đóng góp nhiều ý kiến được ghi nhận và tiếp thu. Trong nội dung tham gia thảo luận, đại biểu của đoàn đã chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri về giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn hiện đang ảnh hưởng, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nhằm ổn định tình hình ở địa phương, sớm khơi thông các điểm nghẽn, không để lãng phí tài sản, tạo ra các nguồn lực mới cho phát triển địa phương và đất nước. Ngoài các nội dung theo chương trình kỳ họp, các đại biểu trong đoàn còn tham gia các phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc hội mà đại biểu là thành viên. Về ý kiến kiến nghị của cử tri, qua tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp 35 ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2021, đã có 8 bộ ngành trung ương trả lời 12 trên 35 ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng. Văn bản trả lời ý kiến kiến nghị nêu trên đã được đoàn tổng hợp chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các quận huyện để thông báo rộng rãi cho cử tri được biết. Đối với các ý kiến kiến nghị còn lại chưa được trả lời do liên quan đến các vấn đề lớn của quốc gia nên cần có thời gian để nghiên cứu xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả và thông báo cho bà con cử tri được biết trong thời gian đến. Trên đây là báo cáo tóm tắt nội dung kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và một số hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp. Xin trân trọng báo cáo với Hội đồng Nhân dân và cử tri thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Trần Đức Cường. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, trình bày thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và các ý kiến kiến nghị của cử tri. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa chủ tọa kỳ họp và các đồng chí đại lãnh đạo thành phố. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các vị khách mời. Kính thưa cử tri thành phố. Trước hết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp thứ nhất, Mặt trận thành phố đã gửi 94 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đến Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trước kỳ họp thứ hai này, Mặt trận thành phố đã tổng hợp 239 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, trong đó đã chuyển 131 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các quận, đã gửi 108 ý kiến đến Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại diễn đàn kỳ họp hôm nay, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin thông báo một số nguyện vọng, kiến nghị của cử tri như sau. Cử tri và nhân dân thành phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các địa phương trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết số 08 và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 05 về thực hiện giãn cách trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, được nhân dân hết sức đồng tình và hoan nghênh. Các nội dung chỉ đạo điều hành rất tích cực, nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn chặn, kiểm soát nhằm khống chế dịch lây lan diện rộng trên cộng đồng, kiểm soát người đi ra đường và thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Cử tri cũng hoan nghênh thành phố đã tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông thành công và an toàn, hoan nghênh việc hỗ trợ kịp thời người dân đang gặp khó khăn và các lực lượng tuyến đầu chống dịch có nghĩa cử đồng hành chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tiêm vaccine
phòng ngừa COVID-19 cho các lực lượng và nhân dân đúng quy định của Bộ Y tế. Cử tri và nhân dân hoan nghênh mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ cho người dân, các đối tượng xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn Trung ương, thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời và hữu hiệu hơn nữa cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho người dân đảm bảo đời sống trong vùng cách ly phong tỏa, đồng thời rất mong chờ thời điểm thành phố khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi được dịch bệnh, thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội để mọi người tiếp tục được làm việc, phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, tại kỳ họp này, trên cơ sở nguyện vọng và ý kiến của cử tri và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị như sau. Thứ nhất, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là sự xuất hiện của biến thể mới Delta với mức độ lây nhiễm cao và sự xuất hiện những chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cử tri kiến nghị thành phố cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để trong một thời gian ngắn truy được nguồn lây, khống chế lây lan, thu hẹp, cô lập và kiểm soát được tình hình theo như nghị quyết 86 của Chính phủ. Đề nghị thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine trên diện rộng cho người dân toàn thành phố theo chương trình của Chính phủ và kế hoạch phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Đồng thời, thành phố tiếp tục kiến nghị với Chính phủ xem xét phân bổ phối tăng số lượng vaccine cho thành phố, nơi có vị trí trung tâm về giao thông, tiếp nhận phần lớn các chuyến bay giải cứu, nguy cơ lây nhiễm cao hơn và thực tế luôn là một trong những tâm dịch sớm của cả nước. Nhân dân rất phấn khởi khi lãnh đạo thành phố đã có chủ trương hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngoài chương trình hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ, thành phố đã hỗ trợ thêm và mở rộng các đối tượng theo kế hoạch số 135 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận người dân lao động và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Về lâu dài, thành phố cần có kế hoạch, phương án hỗ trợ giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phù hợp với tình hình sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Đề nghị thành phố kiến nghị với Trung ương có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất vay, đồng thời thành phố có chính sách hỗ trợ lãi suất vay, giảm giãn thuế, phí, lệ phí cho các hộ buôn bán hàng không thiết yếu, hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp khó khăn, giảm giá điện, nước cho nhân dân, vân vân. Đề nghị thành phố tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ và công khai các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống COVID-19, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ từ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cho thành phố để mua vaccine tiêm chủng phòng chống dịch, ưu tiên cho mua sắm vật tư, vật phẩm y tế và hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu phục vụ công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước trong việc nhận, thực hiện công tác hỗ trợ, cứu trợ. Thời gian qua, tình hình giá cả hàng hóa ở các chợ, các cửa hàng kinh doanh có lúc gia tăng đột biến khiến cho người dân có cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, cử tri và nhân dân kiến nghị chính quyền thành phố tiếp tục tăng cường các giải pháp bình ổn giá tại các chợ, các siêu thị, tăng cường kiểm tra và có chế tài xử phạt nặng đối với những hành vi tăng giá của những tiểu thương, đơn vị kinh doanh hàng hóa trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch, đề nghị các ngành chức năng thành phố tiếp tục xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm hoặc không tuân thủ đúng quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các hành vi lôi kéo, xúi dục người khác vi phạm pháp luật, hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của thành phố và đời sống nhân dân. Thứ hai, tiếp tục rà soát, xem xét giải quyết những vướng mắc tồn đọng của nhiệm kỳ trước chưa thực hiện, nhất là trong thời điểm thành phố đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội khóa 14. Cần xem xét ưu tiên nguồn lực thực hiện trước những vấn đề bức thiết, ổn định xã hội, hạn chế những bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành trung ương có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho chính quyền và các doanh nghiệp thành phố trong việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và bản án của tòa án có thẩm quyền nhưng chưa thật sự phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân cũng như của doanh nghiệp hiện nay.
Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cử tri thành phố. Công tác phòng chống dịch trong thời đại hiện nay là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Việc phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội theo nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, thu nhập, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống thường ngày của người dân thành phố. Song, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của mọi người là trên hết, trước hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị mỗi người dân hãy nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời tha thiết kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tương thân tương ái, tích cực cộng tác với Ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng lan tỏa, san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch đến từng thôn, tổ dân phố, ngõ xóm. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, chung sức, đồng lòng cùng thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các vị khách quý và toàn thể cử tri thành phố mạnh khỏe, an toàn vượt qua đại dịch. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Ngô Xuân Thắng. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri thành phố Đà Nẵng. Được sự phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi xin trình bày tóm tắt kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân khóa 9, cụ thể như sau. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2021, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc quy định luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, cũng như chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như các văn bản của cơ quan Trung ương chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 763 ngày 5 tháng 2 năm 2021, công văn 1483 về việc tăng cường công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát thống kê, giải quyết các trường hợp khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, đông người để có biện pháp giải quyết dứt điểm. Không để xảy ra tình trạng nóng, tập trung giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo phát sinh từ công dân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đấy, nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 56 ngày 2 tháng 4 năm 2021 về phối hợp tổ chức tiếp công dân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt công tác bầu cử, cũng như quyết định 1343 ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử. Qua đấy đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trong thời gian diễn ra bầu cử. Với kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 3.166 lượt, số đoàn đông người 10 đoàn với hơn 55 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu về công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, thủ tục hành chính về đất đai, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động, chế độ tiền lương thưởng của người lao động, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ nhà đất đối với người có công. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 3.060 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, thụ lý và giải quyết 46 vụ việc khiếu nại, 26 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả đã giải quyết được 19 trên 46 vụ khiếu nại, trong đó thông qua giải thích, thuyết phục 8 vụ, giải quyết bằng quyết định hành chính 11 vụ và 13 vụ tố cáo. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân xử lý
giải quyết đơn khiếu nại tố cáo được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Đặc biệt các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp các ngành đã tập trung giải quyết ngay từ việc thông qua tiếp dân, tổ chức đối thoại công khai dân chủ, hòa giải ngay tại cơ sở hoặc việc ban hành quyết định giải quyết theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại hạn chế. Một số địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, chậm triển khai hoặc chưa thực hiện nghiêm túc việc triển khai chỉ đạo của Ủy ban thành phố trong việc giải quyết đơn thư, có nhiều trường hợp phải đôn đốc nhiều lần. Chưa chủ động hoặc xử lý hoặc báo cáo đề xuất những vướng mắc, những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giải tỏa đền bù. Một số trường hợp người khiếu nại tố cáo không phối hợp tốt với cơ quan thẩm tra xác minh hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc tham gia các buổi làm việc, cung cấp hồ sơ, không tham gia các buổi tiếp hoặc đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại tố cáo, gây khó khăn trong quá trình thụ lý và giải quyết. Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, các ủy ban nhân quận huyện tập trung một số nội dung sau đây. Thực hiện nghiêm túc quy định của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục quán triệt học tập, tuyên truyền gắn với thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm tình hình khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh để giải quyết kịp thời, dứt điểm tại cơ sở. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài. Thường xuyên kịp thời liên hệ với trụ sở tiếp công dân của Trung ương về tình hình các công dân khiếu nại tố cáo tại Hà Nội để có phương án tiếp công dân, thuyết phục vận động trở về địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, công tác tiếp dân, xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh tại đơn vị và các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tăng cường công tác thanh tra, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời thường xuyên triển khai các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo cho cán bộ làm công tác này. Về công tác giải quyết trả lời kiến nghị, ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân khóa 9. Trước và sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân khóa 9, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 142 ý kiến. Hiện nay tất cả 142 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được thường trực Hội đồng nhân dân chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời bằng văn bản gửi đến thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thông tin lại với cử tri. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chuyển cho Ủy ban nhân dân thành phố 1.843 kiến nghị của cử tri, trong đấy Ủy ban nhân dân thành phố đã giải quyết dứt điểm 1.712 kiến nghị, chiếm tỷ lệ là 92,9%. Còn tồn đọng 131 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 7,1%. Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở, các cơ quan, các đơn vị có liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng. Với kết quả đạt như trên cho thấy, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến phần hạ tầng về quản lý trật tự đô thị, công tác an sinh xã hội. Mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là bùng nổ lây lan các dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên Ủy ban nhân dân đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, trả lời tất cả các kiến nghị cử tri, nội dung trả lời đi vào trọng tâm, cơ bản thì đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện đã nỗ lực tích cực triển khai thực hiện kịp thời và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết trả lời những kiến nghị của cử tri. Bên cạnh những kiến nghị được giải quyết dứt điểm, hiện nay vẫn còn một số nội dung còn tồn tại đang được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị, các ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm chủ yếu là các nội dung không thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố, như là di rời ga đường sắt, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường, và một số nội dung cần nhiều thời gian để kiểm tra giải quyết
như thủ tục đầu tư xây dựng các công trình lớn, di dời các khu dân cư xuống cấp, các vấn đề về liên quan đến môi trường. Trách nhiệm của một số sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri chưa cao, thiếu quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri có phần tốt hơn trước nhưng chưa thật sự chặt chẽ và đồng bộ. Việc trả lời cử tri trong một số lĩnh vực còn chung chung, chưa đưa được những tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, hướng giải quyết những vấn đề cử tri được kiến nghị. Một số trường hợp trả lời chưa sát với nội dung kiến nghị của cử tri hoặc chưa giải trình cung cấp đầy đủ thông tin. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện hiệu quả. Một số kiến nghị đã được giải quyết nhưng người dân chưa được cập nhật thông tin và tiếp tục kiến nghị. Kiến nghị của cử tri liên quan hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế của xã hội, trong đó khi việc xem xét giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chất lượng giải quyết trả lời còn một số hạn chế nhất định. Một số kiến nghị của cử tri cần phải có thời gian, nguồn lực, lộ trình để thực hiện. Chính vì thế, việc giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri chưa thể đáp ứng ngay được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri. Một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc nghiên cứu, giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri. Các giải pháp trong thời gian đến. Đối với các kiến nghị còn tồn đọng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân quận huyện tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, các đơn vị có liên quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng quy chế tiếp nhận giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 9 năm 2021. Trong đấy, quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, các đơn vị có liên quan đối với công tác tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc ban hành thực hiện quy chế này sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, những hạn chế trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Lê Quang Nam. Tiếp theo chương trình xin mời bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa toàn thể bà con cử tri thành phố. Được sự phân công của chủ tọa, tôi xin thay mặt thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư công dân. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020, đối với giám sát tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, báo cáo hoạt động của thường trực các ban Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố tại hai kỳ họp thường lệ năm 2020. Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân được trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể, đã tiếp nhận phân loại và chuyển 239 kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay tất cả kiến nghị đã được trả lời, trong đó có 81 kiến nghị được giải quyết xong, còn 158 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết. Đã tiếp nhận 385 đơn thư của tổ chức và công dân, theo đó đã xử lý tại đơn vị 97 đơn, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 273 đơn, còn 15 đơn đang trong quá trình tham mưu xử lý.
Đối với các đơn chuyển, đến nay đã giải quyết 256 đơn, còn 17 đơn chưa có kết quả giải quyết. Trong năm 2020, tại hai kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn với 38 đại biểu tham gia, với 44 câu hỏi. Các nội dung cam kết chất vấn của các sở, ban ngành được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện từng nội dung cam kết để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, giám sát. Về giám sát chuyên đề, trong năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở kết quả giám sát, đoàn giám sát trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét báo cáo kết quả giám sát và thông qua nghị quyết số 303 ngày 8 tháng 7 năm 2020 về nội dung giám sát chuyên đề, làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố về sau. Đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ đối với các nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề đã ban hành trong năm 2018-2019, định kỳ báo cáo, kiến nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Qua giám sát, làm việc với các đơn vị có liên quan, các ban đã kiến nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề vướng mắc, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Về giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và hậu giám sát. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 2 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội với 67 nội dung, nhiệm vụ. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành đã nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Hầu hết các nội dung giải quyết đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Theo đó, đã triển khai thực hiện và hoàn thành 45 nội dung, còn 22 nội dung đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 8 phiên họp thường kỳ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, tổ chức 5 phiên giải trình với Ủy ban Nhân dân và các sở ngành có liên quan. Qua các phiên họp, đã kết luận 108 nội dung. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành đã triển khai thực hiện, hoàn thành 94 nội dung, còn 14 nội dung đang tiếp tục thực hiện. Thứ hai, về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư, công dân trước kỳ họp thứ hai. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp nhận tổng hợp, phân loại và chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết 348 kiến nghị của cử tri, trong đó gồm 170 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng của nhiệm kỳ 2016-2021, 63 kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 và 115 kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Đồng thời, đã tiếp nhận và xử lý 261 đơn thư công dân, tiếp hơn 30 lượt công dân, tiếp nhận 87 thông tin phản ánh của cử tri qua đường dây nóng 0236 3888 888 và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hơn 200 cuộc giám sát, kiểm tra thực tế việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân. Tập trung giám sát các kiến nghị đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Những vấn đề thảo luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành trả lời. Đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố duy trì việc họp thường kỳ hàng tháng với Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thảo luận các vấn đề quan trọng, cấp bách từ thực tiễn, trong đó có việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư của công dân, tổ chức. Bên cạnh đó, công tác theo dõi cập nhật kết quả, tham mưu Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân đôn đốc giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua kết quả giải quyết, đến nay như sau. Đối với các kiến nghị cử tri của Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xem xét, giải quyết trả lời xong 67 kiến nghị, còn 281 kiến nghị đang được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết và thông tin cho cử tri trong thời gian theo quy định.
Đối với 87 thông tin phản ánh qua đường dây tiếp nhận ý kiến của cử tri, đã giải quyết xong 75 thông tin, 12 thông tin đang tiếp tục giải quyết. Đối với 141 đơn thư chuyển các cơ quan chức năng, đã giải quyết phản hồi 86 trường hợp, đang giải quyết 53 trường hợp. Về đánh giá chung, qua kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 và việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri đơn thư công dân 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát đề ra, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Hình thức giám sát có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Việc theo dõi đôn đốc các cơ quan thực hiện trả lời kiến nghị, kết luận sau giám sát được thực hiện thường xuyên. Nhất là đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo cụ thể kết quả, tiến độ, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận sau giám sát, chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã rà soát, bổ sung quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý, giám sát đơn thư của tổ chức công dân để làm cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động phân công, điều phối, tăng cường trách nhiệm của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong công tác giám sát, đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành quy chế số 01 ngày 20 tháng 7 năm 2021 về quy chế tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện, tích cực chỉ đạo rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, việc trả lời chất vấn và cam kết trả lời chất vấn, các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng để tiếp tục đề xuất giải pháp giải quyết. Đến nay đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề cử tri kiến nghị nhiều năm. Các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay cũng đã được nghiên cứu, tiếp thu để xem xét trong quá trình ban hành chủ trương chính sách của thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc tăng cường công tác giám sát, kịp thời phản ánh tình hình thực tế tại địa phương, giải quyết những vấn đề vướng mắc chậm triển khai theo các kết luận qua giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, lần đầu tiên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phường thực hiện việc đối thoại với nhân dân với hình thức linh hoạt và đã tổng hợp nội dung gửi về Hội đồng Nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ hai theo quy định. Đây là kênh quan trọng để Hội đồng Nhân dân thành phố nắm bắt kiến nghị của cử tri khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường. Tuy nhiên, một số nội dung giám sát của Thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố chưa đi sâu vào các vụ việc bức xúc, nổi cộm. Công tác phối hợp của các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian qua đôi lúc chưa kịp thời, chưa đồng đều. Việc thực hiện một số nội dung cam kết chất vấn, các kết luận qua giám sát còn chậm, kéo dài. Công tác phối hợp vào cuộc của các sở ngành trong việc thực hiện một số cam kết chất vấn, các kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chưa chặt chẽ. Giám sát của một số ngành địa phương chưa chủ động trong báo cáo đề xuất xử lý những vấn đề vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Các sở ngành địa phương chưa chủ động trong việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri, chưa đưa ra được lộ trình cam kết về thời gian hoàn thành, phương hướng giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Về kiến nghị trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian đến, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị: thứ nhất, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác hàng tuần, hàng quý của Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là tổ chức các hoạt động giám sát của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo mô hình chính quyền đô thị. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong việc thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận qua giám sát,
các nội dung cam kết chất vấn và giám sát công tác giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị của cử tri. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quan tâm rà soát việc phân công phân cấp theo nghị quyết 119 của Quốc hội và nghị định 34 của Chính phủ về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, các đơn vị liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện các kết luận qua giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các sở ngành địa phương trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn thư, công dân. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các địa phương trong việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư, công dân theo từng lĩnh vực địa bàn phụ trách. Thứ ba, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên phối hợp theo dõi, kịp thời phản ánh các vấn đề bất cập, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận giám sát, giúp Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân thành phố. Thứ tư, Ủy ban Nhân dân quận phường phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã chủ động nắm bắt những kiến nghị và tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa bàn mình, có trách nhiệm phản ánh tại các cuộc họp giao ban với Ủy ban Nhân dân thành phố để đôn đốc giải quyết, đồng thời nghiêm túc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư công dân thuộc thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, thời hạn yêu cầu. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường với nhân dân theo Nghị định 34 của Chính phủ, kịp thời tổng hợp, rà soát các kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận thành phố để xem xét, giải quyết, giám sát theo quy định. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 và giám sát kết quả giải quyết kiến nghị đơn thư của công dân trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp, về dự kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân thành phố hôm nay, xin vui mừng chào đón và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố và toàn thể cử tri nhân dân thành phố. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021. Đề ra những phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác theo luật định. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và ở mức nguy cơ rất cao, kéo dài và toàn thành phố chúng ta đang giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, để chuẩn bị cho kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những chỉ đạo cụ thể, đồng thời với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo,
bài bản của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trong đó, tôi đánh giá cao việc Hội đồng Nhân dân thành phố đã áp dụng hình thức họp trực tuyến và quyết định rút ngắn thời gian của kỳ họp để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Và hôm nay, kỳ họp đã được diễn ra theo đúng kế hoạch với nhiều nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng như chương trình kỳ họp đã nêu ra. Về kinh tế xã hội, những tháng đầu năm 2021 đã được nêu rõ trong báo cáo của Ủy ban nhân thành phố, tôi xin phép không nhắc lại. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh, chúng ta đang ở những thời điểm khó khăn so với cùng kỳ của năm 2020. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khó có khả năng đạt được so với dự kiến. Đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Vì vậy, tại kỳ họp lần này, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban nhân thành phố, các địa phương, các đơn vị và đặc biệt là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thảo luận, làm rõ những giải pháp để thành phố nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời cho người dân và duy trì cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các nguồn thu và cân đối được các khoản chi thiết yếu, nhất là các khoản chi cho phòng chống kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung như sau. Trước hết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn ra rất nhanh và ở mức độ nguy hiểm. Số liệu cho thấy, từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến thời điểm này, chúng ta đã ghi nhận 1.593 ca dương tính với 16 ca tử vong. Nhưng riêng từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, tức là chỉ trong vòng 30 ngày, thì chúng ta đã ghi nhận 1.473 ca dương tính với 13 người tử vong. Hiện nay, toàn thành phố đang phải điều trị 1.069 ca bệnh, trong đó có 43 ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Vì vậy, phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết. Đồng thời, không để cho người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh, giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và giảm mức độ nguy cơ bùng phát dịch bệnh và sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, tôi đề nghị việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải triển khai nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 86 của Chính phủ vừa ban hành, mang tính xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, không được chần chừ, do dự, thiếu cương quyết, phải bám sát vào tình hình thực tiễn ở cơ sở để có cách làm phù hợp, sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chặt ngoài, lỏng trong. Và xin thưa quý vị, những cái khó khăn thách thức như hiện nay đang là phép thử rất lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp của thành phố. Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ thành phố đến cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hệ trọng này. Kính thưa các quý vị, tối ngày hôm qua thì ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã họp và quyết định phải xây dựng phương án nếu trong vòng 4 ngày nữa việc thực hiện các biện pháp hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện một cách triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Nguyên tắc này vừa được nhấn mạnh và ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương phải cương quyết thực hiện đúng cái nguyên tắc này. Tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nếu các cơ sở, công xưởng, nhà máy, công trường muốn hoạt động
thì phải đảm bảo các điều kiện để cho công chức, người lao động phải ở lại tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày để chúng ta tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm sớm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố. Và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp này thảo luận và cho ý kiến về các biện pháp phòng chống dịch của thành phố trong thời gian vừa qua, đồng thời có những quyết sách mạnh mẽ về vấn đề này. Thứ hai, cần tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp theo các quy định của Trung ương và thành phố, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là ở các khu vực phong tỏa, cách ly, những đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng xin thưa với lại cử tri và nhân dân thành phố, cử tri và nhân dân thành phố an tâm là nếu chúng ta có phải thực hiện các cái biện pháp quyết liệt hơn như tôi nêu ở trên, thì thành phố vẫn đảm bảo được các cái điều kiện về mặt cung ứng các cái lương thực thực phẩm thiết yếu. Cử tri và nhân dân thành phố không phải lo lắng về cái việc này và không phải đi mua một cách nó ồ ạt. Theo thông tin sáng nay tôi vừa nhận được thì cũng có một số người dân đã nghe được thông tin và tỏ ra lo lắng và đang đến các cái siêu thị để tập trung đông người. Đây là một trong những cái nguy cơ cho cái việc lây nhiễm dịch bệnh, thì đề nghị cử tri và nhân dân thành phố hết sức lưu ý và tuân thủ các cái quy định, thực hiện các cái biện pháp như hiện nay thành phố đang triển khai, và thành phố sẽ đảm bảo cho người dân thành phố các cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Các địa phương phải thường xuyên rà soát, cập nhật, không bỏ sót các đối tượng cần hỗ trợ và không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn. Hoàn thành việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là những người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó cần rút ngắn về thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Thứ ba, về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị các vị đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để huy động tối đa các nguồn lực, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, gắn trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành và địa phương có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời tích cực làm việc với các bộ ngành trung ương để kiến nghị Quốc hội tăng tỷ lệ điều tiết nguồn ngân sách tập trung cho thành phố trong thời gian đến. Ưu tiên bố trí vốn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của luật đầu tư công và cân đối nguồn đầu tư cho các công trình có tính chất cấp thiết, phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo thực chất, có sức lan tỏa và lấy vốn đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Đồng thời có biện pháp khắc phục việc bố trí vốn các dự án chuyển tiếp vượt quá mức theo quy định. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không bố trí vốn đối với các dự án không mang tính khả thi, khó có khả năng triển khai, và siết chặt kỷ luật kỷ cương, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị số 13 ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hàng năm đảm bảo cân đối phù hợp với tình hình thu ngân sách và kế hoạch tài chính hàng năm của thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ tư,
Nghị quyết số 16 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã nhấn mạnh khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân sách, tài sản công, theo hướng vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động tích cực sửa đổi hoàn thiện. Theo đó, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tiến hành rà soát các nghị quyết, văn bản đã ban hành nhưng không còn phù hợp, cần phải bổ sung, điều chỉnh, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là các cơ chế chính sách về tài chính, đầu tư, an sinh xã hội, lựa chọn các vấn đề, các giải pháp để nhằm phát triển kinh tế một cách trọng tâm, trọng điểm, mang tính lâu dài, phát huy nội lực của thành phố, nghiên cứu cho thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, theo chương trình kỳ họp, đại diện lãnh đạo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có báo cáo trình bày trước Hội đồng Nhân dân và cử tri thành phố về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Nội dung kết quả kỳ họp đã được báo cáo một cách toàn diện, phản ánh đầy đủ các hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp. Tôi xin phép không nhắc lại. Vì lý do đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và các vị đại biểu Quốc hội thành phố không thể trực tiếp đến từng địa bàn, từng cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp theo quy định và gửi lời cảm ơn đến bà con cử tri thành phố. Hôm nay, tại diễn đàn này, tôi xin phép thay mặt cho tất cả các vị đại biểu Quốc hội thành phố xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cử tri và nhân dân thành phố về sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm bầu chúng tôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Chúng tôi ý thức được rằng cần phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa, thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu và có những hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa để có thể truyền tải được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri thành phố đến với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành nhằm kịp thời tháo gỡ và giải quyết các yêu cầu của cuộc sống, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có trình bày các kiến nghị của cử tri, thì các nội dung này chúng tôi đã ghi nhận và bước đầu chúng tôi đang triển khai và có báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, cá nhân từng đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác giám sát và thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri thành phố, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và đang ở mức độ nguy cơ rất cao, nhưng với sự quyết liệt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ của nhân dân thành phố, bước đầu chúng ta đã thu được một số kết quả tích cực. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chia sẻ cùng nhau phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố. Đặc biệt, tôi xin biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y bác sĩ, các điều dưỡng viên, các cán bộ chiến sĩ, quân đội, công an, cán bộ ở cấp cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên ở các khu dân cư đã tận tâm, nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị chung tay ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh và chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thành phố. Ghi nhận và chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở đến thành phố,
sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các cơ quan trung ương và tỉnh Quảng Nam anh em, các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Tất cả những điều đó đã tạo ra sức mạnh để thành phố vượt qua các khó khăn thách thức. Về trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, ngoài việc chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch, chúng tôi đã và đang rất quyết tâm bằng mọi cách đưa được nguồn vaccine về thành phố để tiêm phòng cho người dân, gồm cả nguồn từ trung ương và nguồn từ liên hệ nước ngoài. Nhưng do vấn đề vaccine hiện nay là loại hàng hóa đặc biệt và khan hiếm trên toàn thế giới, các quốc gia, các hãng sản xuất chỉ chấp nhận đàm phán thông qua chính phủ và không chấp nhận các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng như là hàng hóa thông thường. Nên hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài. Nên thành phố vẫn đang tích cực và phải dựa vào nguồn cấp phát của Bộ Y tế. Và cũng xin thưa với các quý vị đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri thành phố, với sự cố gắng của lãnh đạo thành phố, đến nay thành phố chúng ta đã được cấp gần 200.000 liều. Và so với nhiều địa phương thì chúng ta cũng ở trong top những địa phương có cái nguồn vaccine lớn, trừ so với các cái địa phương như thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số các cái địa phương đang có dịch bệnh phức tạp hơn ở các tỉnh phía Nam. Và hiện nay thành phố đang tổ chức triển khai tiêm chủng để khẩn trương và đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Đồng thời thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã có văn bản cam kết với lại Bí thư Thành ủy là từ nay đến cuối năm 2021 sẽ cấp đủ hơn 1,5 triệu liều vaccine để tiêm đủ cho người dân thành phố trong độ tuổi. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung ứng vaccine từ nước ngoài. Và ngày hôm qua, trong hội nghị trực tuyến với chính phủ, thì theo thông tin của chính phủ, thì nguồn cung ứng từ nước ngoài có khả năng sẽ chậm hơn so với dự kiến. Nên là cái việc tiến độ vaccine về với thành phố theo cam kết cũng có thể sẽ chậm lại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa nguồn vaccine về cho thành phố. Tôi rất mong cử tri và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn khách quan về nguồn vaccine để tập trung thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch như hiện nay. Với tinh thần đó, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi nhân dân thành phố, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tiếp tục tuân thủ, đồng hành, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương biện pháp của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm để đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thành phố Đà Nẵng chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất mong đợi và kỳ vọng Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, những quyết sách mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đưa thành phố vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành phố Đà Nẵng chúng ta ngày càng bền vững như kỳ vọng của nhân dân thành phố. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt chủ tọa và các vị đại biểu dự kỳ họp, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Trong phát biểu của mình,
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cũng đã chia sẻ thêm nhiều thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và thông tin về vấn đề cung cấp vaccine để phòng chống dịch. Ngoài ra có nhiều yêu cầu về mặt lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố, xin được tiếp thu và cũng xin đề nghị các vị đại biểu lưu ý ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy để trong quá trình thảo luận của mình thể hiện quan điểm, đồng thời là đề xuất những cái giải pháp hữu hiệu nhất để chúng ta thực hiện những cái sự chỉ đạo nói trên. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe và thành công. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư. Kính thưa các đồng chí, tiếp theo chương trình là phần trình bày báo cáo thẩm tra của các ban về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trước tiên, xin mời ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế Ngân sách. Xin mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu. Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thẩm tra những nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách tại báo cáo số 210 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo thẩm tra đã chi tiết đã được gửi đến các quý vị đại biểu tại kỳ họp. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, thay mặt Ban Kinh tế Ngân sách, tôi xin trình bày tóm tắt thẩm tra như sau. 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo số 210 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thành phố đã triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tối đa các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đạt được những mục tiêu và kết quả khả quan. Kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại tương đối khá trong 4 tháng đầu năm. GRDP 6 tháng tăng 4,99%, trong đó dịch vụ tăng 5,34%, công nghiệp xây dựng tăng 2,85% và thuế sản phẩm tăng 7,99%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 11.652 tỷ đồng, bằng 53,52% so với dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố. Lũy kế đến cuối tháng 6 năm 2021, thành phố đã thu hút được 149.704 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 3,86 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2021, cấp mới 19 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 147,9 triệu đô la. Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng ước đạt 18.253 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Về những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn nhận, phân tích trong báo cáo, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất và nhấn mạnh bổ sung một số nội dung cần quan tâm để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian đấy, cụ thể như sau. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn chậm, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2021, vốn đầu tư công của thành phố giải ngân đạt 34,7% kế hoạch. Những bất cập liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chất lượng tư vấn, nhà thầu, chất lượng hồ sơ dự án vẫn chưa có biện pháp căn cơ để tháo gỡ.
nhiều dự án trọng điểm động lực chậm tiến độ, nhất là trong khâu giải tỏa đền bù, phải gia hạn tiến độ nhiều lần, chưa tạo ra sự lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế như kỳ vọng. Thu ngân sách từ tiền sử dụng đất đạt thấp, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021 là 3.300 tỷ đồng, nhưng đến ngày 26 tháng 7 2021, thành phố mới thu đạt 23,75% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các quy trình thủ tục, xây dựng các phương án đấu giá đất, đấu thầu dự án sử dụng đất còn chậm. Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã giải thể và ngừng hoạt động. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự đi vào cuộc sống. Có nhiều chính sách chưa có tính lan tỏa, doanh nghiệp chưa thực sự tiếp cận được các chính sách này. Nhiều vấn đề bức xúc của thành phố còn tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm như môi trường, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, dự án, v.v. Mặc dù thành phố đã lập được hai tổ công tác liên quan đến tháo gỡ vướng mắc khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố, nhưng hiệu quả hoạt động chỉ mới đạt được một số kết quả bước đầu. Hai, về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với các giải pháp tăng trưởng phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm do Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Đề nghị Ủy ban thành phố tập trung quyết liệt, có kế hoạch lộ trình giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Ban Kinh tế Ngân sách thành phố quan tâm lưu ý, Ủy ban thành phố chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội, mặc dù tại báo cáo số 210, Ủy ban thành phố dự báo GDP của thành phố năm 2021 sẽ tăng trưởng dương. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 8 năm 2021, theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê tại văn bản số 1125 Tổng cục Thống kê, thì GDP ước tính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng chỉ tăng ở mức độ 2,33%. Bên cạnh đó, theo tình hình thực tế hiện nay, thành phố đã và đang triển khai các biện pháp thắt chặt hơn nhằm khống chế ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 với phương châm đặt mục tiêu sức khỏe người dân là trên hết. Trước hết, hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để chống dịch. Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với các kịch bản tăng trưởng do Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng. Tuy nhiên, Ban Kinh tế Ngân sách kính đề nghị Ủy ban thành phố kịp thời có những biện pháp đồng bộ quyết liệt để khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP thành phố cao nhất như đã đề ra. Thứ hai, trong tình hình hiện nay, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, xuyên suốt với tinh thần chống dịch như chống giặc, đề nghị thành phố tập trung quyết liệt các giải pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn cho người dân, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp để tiếp nhận và tiêm vaccine dịch COVID-19 cho người dân thành phố, phấn đấu sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Triển khai nhanh chóng đồng bộ các giải pháp chính sách của chính phủ, các bộ ngành trung ương và của thành phố về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đẩy nhanh tiến độ chi trả các gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, rà soát không để tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh. Thứ ba, dự báo trong những tháng cuối năm 2021 với ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Do vậy, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt khoảng 92,22% dự toán. Thu ngân sách địa phương được hưởng có khả năng hụt khoảng 1.331 tỷ đồng. Đề nghị thành phố có phương án xử lý cân đối ngân sách trong trường hợp hụt thu, chủ động điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách một cách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện rà soát các giảm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 30. Thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách tập trung cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện tổng kết đánh giá và xây dựng quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách mới, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định dự toán ngân sách. Thứ tư, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với phương thức làm đến đâu giải ngân đến đó, đặc biệt đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân đối với các công trình trọng điểm động lực, cam kết thời gian hoàn thành trong năm 2021 như nhà máy nước Hòa Liên, cụm nút giao thông phía Tây, cầu Trần Thị Lý,
dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, đường và cầu qua sông Cổ Cò, sớm hoàn thiện thủ tục để trình điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các hạng mục còn dang dở của dự án phát triển bền vững thành phố. Yêu cầu các ban quản lý, sở ngành địa phương phải có kế hoạch giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể chi tiết cho từng dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công kế hoạch 2021 đã đề ra. Lưu ý quy định mới của luật đầu tư công năm 2019 về thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm chỉ đến ngày 31 tháng 1 năm sau. Đề nghị quán triệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lưu ý chất lượng tư vấn, thiết kế, dành thời gian thích đáng để thực hiện, không vì áp lực về tiến độ mà làm sơ sài, phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần, đặc biệt hạn chế thấp nhất việc trình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án làm đội vốn những công trình dự án đã được thông qua. Có giải pháp cụ thể để xử lý các vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, chấn chỉnh tình trạng bị động trong việc bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa. Thứ năm, tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương hoàn thiện và trình chính phủ thông qua nghị định sửa đổi bổ sung quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý của thành phố. Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo quyết định số 1903 ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ sáu, tập trung các giải pháp khôi phục và cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách nhà nước, sẵn sàng các phương án, kế hoạch cần thiết, chuẩn bị mở cửa sau khi đại dịch được kiểm soát, nhất là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước và triển khai các khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ các tập đoàn lớn triển khai các dự án khu công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, triển khai đồng bộ có hiệu quả đề án thành phố thông minh, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, tiếp tục phát huy kết quả sản xuất của các ngành có tăng trưởng dương, sớm tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 khu công nghiệp mới gồm khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp Hòa Nhơn, khu công nghiệp Hòa Ninh. Thứ bảy, tăng cường các giải pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, lập phương án kế hoạch đấu giá các lô đất đã đảm bảo tiêu chí theo nhu cầu phát triển và lộ trình thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021, đảm bảo kế hoạch huy động nguồn lực cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng để quản lý tốt dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố, khẩn trương có phương án sắp xếp lại xử lý đối với các cơ sở nhà đất công trên địa bàn thành phố. Tiếp tục kiến nghị Trung ương có phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình khắc phục vi phạm công tác quản lý đất đai theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm tạo ra động lực cho sự phát triển của thành phố. Thứ ba, ba nhỏ, về tình hình kinh tế xã hội các quận trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trên địa bàn các quận. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo chặt chẽ, chủ động, quyết liệt, nhanh chóng và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế, tích cực nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai tốt các đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện đặc thù, thế mạnh của từng địa phương. Triển khai thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị định, theo nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được giao theo hướng chủ động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng hiệu quả tổ chức giao dự toán cho các đơn vị lập dự toán,
Ủy ban nhân phường theo quy định phù hợp với phân cấp là cấp dự toán. Trên đây là tóm tắt báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân thành phố. Kính trình Hội đồng nhân phố xem xét quyết định. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Tuấn. Tiếp theo xin mời ông Nguyễn Thành Tiến, Thành ủy viên, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra của ban. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ các quy định của pháp luật, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Đô thị xin báo cáo thẩm tra của ban về tình hình kinh tế xã hội như sau. Thứ nhất, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Một, về kết quả đạt được. Ban Đô thị thống nhất với kết quả đạt được như báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình thế giới, trong nước và thành phố phải tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động trong lĩnh vực đô thị cũng chịu nhiều tác động bởi đại dịch. Song, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp ngành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá quyết liệt, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố, đạt được nhiều kết quả nổi bật, có thể nhấn mạnh như sau. Thứ nhất, thành phố đã tổ chức lễ công bố quy hoạch và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng, đã đề cao được vai trò, vị thế về đầu tư của Đà Nẵng trong thời kỳ mới. Thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị, thành phố đã chủ động phân cấp mạnh trên nhiều lĩnh vực quan trọng như đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, giải tỏa đền bù, v.v. được các cấp, các ngành, địa phương triển khai bước đầu có hiệu quả. Việc triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước và kế hoạch cấp nước an toàn, đầu tư nhiều công trình cấp nước, nhờ đó đã khắc phục được tình trạng nhiễm mặn, tình trạng thiếu nước ở một số khu vực của hệ thống cấp nước của thành phố. Công tác ứng phó và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được thực hiện kịp thời, không để phát sinh những điểm ô nhiễm mới. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, ngành giao thông đã triển khai khá tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức phân luồng hợp lý, nhờ vậy đã đáp ứng được nhu cầu vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kiểm soát đi lại và bảo vệ được các vùng xanh phòng dịch. Nhiều biện pháp đề ra đối với các hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các ban quản lý dự án, nhờ vậy đã đẩy nhanh được công tác giải tỏa đền bù, tiến độ thi công của nhiều dự án một cách rõ nét, nhất là một số cái dự án động lực trọng điểm. Bên cạnh những kết quả đạt được thông qua hoạt động giám sát và tiếp nhận ý kiến cử tri, Ban Đô thị nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian đến, cụ thể như sau. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ triển khai đồ án sau phê duyệt còn chậm như công tác lập quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị hay quy định quản lý kiến trúc, quy hoạch, v.v. Các dự án còn dở dang hạ tầng chưa được xử lý dứt điểm, nhiều dự án chậm bàn giao cho địa phương quản lý để duy tu, bảo trì, định kỳ. Công tác xử lý các chung cư, nhà tập thể xuống cấp thực hiện chưa đồng bộ, kéo dài qua nhiều năm, gây mất an toàn cho nhiều hộ đang sống trong các khu nhà này. Tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở một số khu vực và vùng ven đô vẫn còn diễn biến phức tạp, chậm áp dụng các chế tài để kiểm soát tình hình. Trong 6 tháng đầu năm,
công tác quản lý nhà nước về môi trường mặc dù có nhiều nỗ lực, song nhiều dự án trọng điểm về môi trường triển khai còn chậm. Tình trạng hoạt động nuôi cá lồng bè tự phát của các hộ dân chưa được xử lý quyết liệt, dứt điểm. Sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân chưa được kiểm soát, trong khi đó các công tác đầu tư các bãi đỗ xe chưa đáp ứng với yêu cầu là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đậu đỗ xe trên nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố gây cản trở giao thông, làm giảm đáng kể năng lực lưu thông của đô thị. Thứ hai, về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, thì Ban đô thị cơ bản tán thành với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về lĩnh vực đô thị như các báo cáo đã đề ra. Bên cạnh đó, Ban đô thị đề nghị các cấp thành phố quan tâm tập trung hơn nữa một số nội dung như sau. Xin báo cáo các đồng chí thì về cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Ban đô thị chọn ra một số cái nhiệm vụ mang tính khả thi từ nay đến cuối năm để chúng ta tập trung. Đây cũng là những cái vấn đề cử tri rất quan tâm, rất bức xúc. Ban đô thị tổng hợp như sau. Thứ nhất, đối với cấp thành phố, một là cần tập trung triển khai quy hoạch chung thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó cần ưu tiên đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu. Hiện nay thì theo kế hoạch 111 của Ủy ban ấy, thì lập quy hoạch phân khu như vậy là có những cái quy hoạch phân khu kéo dài rất dài. Tôi qua giám sát thì thấy 8/12 cái phân khu thì chúng ta có cái thời gian kéo dài đến năm 2023. Thì như vậy có những phân khu là trên 600 ngày. Như vậy là rất là hạn chế trong vấn đề cái công tác đầu tư cũng như là kêu gọi đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết và nhiều cái vấn đề khác. Thì trong khi đó thì cái quy định của pháp luật thì công tác lập này khoảng trong vòng một năm 14 tháng thôi, tức là theo nghị định 11 thì sau 30 ngày phê duyệt thì phải triển khai. Công tác lập quy hoạch đồ án thì 9 tháng, lập nhiệm vụ là 1 tháng, phê duyệt thì trong vòng 2 tháng. Như vậy là cái thời gian theo luật đó là rất ngắn, nhưng mà trong thực tiễn thì chúng ta đề xuất nó dài. Từ cơ sở này trên thì Ban đô thị đề nghị là Ủy ban thành phố cần chỉ đạo Sở Xây dựng rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu theo quy định. Và công tác này thì cũng đề nghị là cân đối thời gian thì cần chấm dứt trong tháng 6 năm 2022 là phù hợp để phục vụ cho kinh tế xã hội, để phục vụ cho xúc tiến đầu tư cũng như là phê duyệt các quy hoạch chi tiết. Thì trong khi thời gian mà chờ quy hoạch phân khu á, thì đối với những quy hoạch chi tiết mà phù hợp với quy hoạch chung cũng như là nó có cái tính chất phù hợp với quy hoạch phân khu á, thì Ban đô thị cũng đề nghị là chúng ta có thể là giải quyết những cái đồ án này để chúng ta có được cái kịp thời phục vụ cho cái công tác xúc tiến đầu tư cũng như là những dự án mới của thành phố đang sắp tới triển khai. Thì vấn đề này thì Hội đồng dân cũng có cái chuyên đề giám sát, thì cũng mong Ủy ban thành phố là chỉ đạo tập trung xử lý. Vấn đề thứ hai là thực hiện điều chỉnh cái chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 21-25. Thì trong đó là tập trung các cái dự án về nhà ở xã hội, nhà ở cho gia đình chính sách, đề xuất thêm nhiều cái địa điểm mới phù hợp quy hoạch để xây dựng cái nhà ở xã hội. Thì hiện nay thì chính phủ đã có cái nghị định 69 ngày 15 tháng 7 21 thì quy định về cải tạo xây dựng cái nhà chung cư, thì trong này có nhiều cái hướng mở ra, thì cũng đề nghị Ủy ban là tham khảo cái thực hiện cái nghị định này để chúng ta xây dựng nhiều cái cơ chế chính sách phù hợp để xã hội hóa trong cái lĩnh vực về đầu tư nhà ở xã hội thì trong thời gian đến. Thứ ba là chỉ đạo khẩn trương rà soát các cái dự án còn dở dang hạ tầng, chưa khớp nối hạ tầng, giao cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, các địa phương cần đánh giá hiện trạng, lập báo cáo chủ trương đầu tư và đề xuất giải pháp xử lý, khớp nối hoàn thiện hạ tầng. Công tác này, Ban đô thị cũng đề nghị là hoàn thành trong năm 2021. Thì qua đây thì cũng đề nghị là nó liên quan đến cái việc kéo dài này là cái chất lượng tư vấn của các đơn vị tư vấn để nó làm cho nhiều cái bất cập trong các dự án, thì cũng đề nghị chấn chỉnh trong cái thời gian đến. Thứ tư là đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các cái công trình xử lý rác thải
đảm bảo tiến độ, chất lượng và kế hoạch đầu đề ra, rà soát quy hoạch thăm dò khai thác mỏ để đảm bảo nguồn cung, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thứ năm, hoàn chỉnh trong năm 2021 đề án số hóa dữ liệu đất đai để đưa vào khai thác, làm cơ sở hiện đại hóa quản lý đất đai, công khai minh bạch quỹ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là khu vực huyện Hòa Vang, nghiên cứu thực hiện số hóa trên một số lĩnh vực khác trong công tác quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng và đầu tư. Thứ sáu, xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư các bãi đỗ xe tại công cộng cho khu vực trung tâm, đồng thời cần tích hợp đồng bộ giữa các quy định hạn chế cấm đầu đỗ xe, thu phí đầu đỗ xe với việc quy hoạch đầu tư các bãi đỗ xe công cộng. Thứ bảy là rà soát lại các cơ chế chính sách đền bù giải tỏa, các biện pháp tổ chức thi công vân vân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm động lực của thành phố như nhà máy nước Hòa Liên, đường ven sông tuyến sơn Tý Loan, đường vành đai vân vân, là những cái dự án nó mang tính động lực cho phát triển trong thời gian đến. Phối hợp bộ ngành trung ương để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư cho một số dự án mà có vốn trung ương như là các cái tuyến đường cảng Liên Chiểu, cảng hàng không quốc tế và các quốc lộ 14B, 14G, thì cái này nó cũng là hỗ trợ trong cái thời gian đến về thúc đẩy cái kinh tế cho thành phố. Thứ hai là đối với các quận, huyện và các phường thì Ban Đô thị đề nghị triển khai thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, chủ động nguồn lực để tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực đã được phân công, phân cấp về đô thị. Thứ hai, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, triển khai rà soát quy hoạch, xử lý các dự án chậm triển khai, tức là quy hoạch treo, thì cái vấn đề này đã được phân cấp về cho quận huyện, thì giải quyết những cái bức xúc của nhân dân trong cái vùng dự án treo. Riêng các quận Hải Châu, Thanh Khê thì cần triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án tái thiết đô thị và khẩn trương tổng hợp để ghi vào cái danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn trong thời gian đến để chúng ta có cái kinh phí thực hiện. Thứ ba đó là tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng theo chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố, chấm dứt cái tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là một số khu vực như là vừa qua đã đánh giá tại khu vực Liên Chiểu cũng như Cẩm Lệ thì cũng đang tình hình xây dựng trên đất nông nghiệp cũng diễn biến phức tạp. Thứ tư là chủ động quyết liệt hơn nữa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tái định cư để đảm bảo triển khai các dự án lớn, dự án động lực trọng điểm trên địa bàn các quận huyện để đúng kế hoạch. Cái này thì cũng là cái vai trò chính ở các cấp quận huyện, cho nên Ban Đô thị cũng đề nghị. Thứ năm là phối hợp với các ngành chức năng thành phố tập trung xử lý các nội dung còn tồn động, các vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực đô thị mà cử tri quan tâm, kiến nghị kéo dài, trong đó ưu tiên một số nội dung cấp bách như sau. Một là xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận, nhất là tại các lô đất trống, từng bước cải tạo, chỉnh trang, bổ sung hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về giao thông, thoát nước, môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Đẩy nhanh tiến độ di dời các khu tập thể xuống cấp, trong đó cần ưu tiên thực hiện dứt điểm việc di dời 12 hộ dân tại các khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng, cấp độ D, cấp độ nguy hiểm trước mùa mưa bão năm 2021. Kiểm soát tình hình đầu đổ xe tại các kiệt hẻm gây bức xúc cho cử tri kéo dài trong thời gian qua. Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các vỉa hè xuống cấp của một số tuyến đường mà qua các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều địa phương cử tri đã có kiến nghị. Thì trên đây là nội dung báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Đô thị kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Tiến.
Xin mời ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và qua kết quả hoạt động giám sát, xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận, phường, Ban Văn hóa Xã hội báo cáo thẩm tra như sau. Thứ nhất, về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Ban Văn hóa Xã hội cơ bản thống nhất với các báo cáo của Ủy ban nhân các cấp về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết tâm khắc phục khó khăn và chủ động kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Qua hoạt động giám sát, ban nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể như sau. Về những kết quả đạt được, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống, Ủy ban nhân dân thành phố đã nhanh chóng, quyết liệt triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh với tinh thần khẩn trương, sáng tạo, linh hoạt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các kịch bản ứng phó và chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Ban hành bổ sung nhiều biện pháp phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh ở từng giai đoạn, thực hiện việc khoanh vùng, cách ly, truy vết, tổ chức xét nghiệm diện rộng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời. Song song với các biện pháp phòng chống dịch, thành phố cũng đã chỉ đạo khẩn trương tổ chức tiêm số lượng vaccine phòng chống dịch COVID-19 được Bộ Y tế cấp, đảm bảo đúng tiến độ, đối tượng quy định, kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ, động viên cho các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch, tổ chức xét nghiệm diện rộng cho người dân và công nhân lao động. Bên cạnh đó, thành phố cũng tham gia hỗ trợ, chia sẻ với các địa phương bạn trong công tác phòng chống dịch như hỗ trợ nhân lực, vật lực, hỗ trợ đón nhận người dân từ vùng dịch trở về. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân thành phố trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động đồng hành cùng Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quyết định một số chính sách nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các trường hợp người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế, kịp thời thực hiện việc ủy thác 100 tỷ đồng sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay khôi phục sản xuất, duy trì kinh doanh, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động. Sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và một số đối tượng đặc thù của thành phố. Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số hơn 53.000 hộ và hơn 29 tỷ đồng và đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 1.500 lao động tự do, 789 hướng dẫn viên du lịch, 246 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, v.v. với tổng kinh phí hơn 14,7 tỷ đồng. Hiện nay đang tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời nhằm giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, cũng đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 708 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng năm 2021, tổ chức điều tra, rà soát, xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động triển khai luật giáo dục năm 2019 đúng tiến độ, nhất là công tác lựa chọn sách giáo khoa vào đầu năm học mới, cơ bản hoàn thành tiến độ năm học 2020-2021, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021-2022 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức thực hiện khoa học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp này. Hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức với hình thức phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện rà soát, bổ sung, tích hợp quy hoạch của ngành văn hóa vào quy hoạch chung của thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp chỉ đạo của thành phố, tổ chức điều tra, điều hành sát với diễn biến tình hình dịch bệnh, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội, nhất là đã phát huy hiệu quả của tổ COVID cộng đồng, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại các điểm chốt chặn, các khu cách ly y tế, triển khai công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng tiến độ quy định. Về những mặt khó khăn, hạn chế,
Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nói chung và lĩnh vực văn hóa xã hội nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố. Ban văn hóa xã hội thống nhất với những nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời làm rõ thêm một số khó khăn, hạn chế cụ thể như sau. Do ảnh hưởng dịch bệnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tạm ngừng hoạt động, đời sống của người dân trên địa bàn thành phố gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là lao động bị ngưng việc, mất việc, không có thu nhập, hết sức khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh còn chậm. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan, ý thức chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch chưa được nghiêm túc, công tác kiểm tra, xử lý hành chính vi phạm chưa triệt để, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương đôi lúc còn chưa thật chặt chẽ, nhịp nhàng, do đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong điều kiện dịch bệnh, việc triển khai dạy và học theo hình thức trực tuyến còn nhiều bất cập, gây lúng túng trong việc dạy và học. Việc nâng cấp, mở rộng hệ thống trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện, nhưng mới có 24% số trường đạt chuẩn. Tiến độ triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông chưa mang lại hiệu quả rõ nét. Việc tiếp tục triển khai các nội dung chương trình thành phố 5-0, 3-có, 4-on trong giai đoạn mới còn chậm. Tiến độ triển khai một số công trình y tế trọng điểm còn chậm như dự án mở rộng, nâng cấp bệnh viện phụ sản nhi, các dự án thuộc bệnh viện Đà Nẵng, trung tâm y tế các quận, huyện. Kế hoạch tiêm vaccine mặc dù được chủ động xây dựng sớm, song do nguồn vaccine còn khan hiếm nên việc tổ chức tiêm vaccine cho các tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng quảng cáo, rao vặt, treo băng rôn quảng cáo không đúng quy định vẫn còn tái diễn. Chưa có nhiều chính sách để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư các thiết chế văn hóa. Về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp này. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong năm 2021. Ban Văn hóa Xã hội đề nghị cần quan tâm thêm một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau. Thứ nhất, khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết số 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội khóa 15 và thực hiện nghiêm nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ thị số 05 của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức và sự chấp hành của người dân đối với các biện pháp của phòng chống dịch. Xem đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công tác phòng chống dịch, tập trung hoàn thành công tác hỗ trợ cho người dân và các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt lưu ý tập trung hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Đối với các đối tượng khác, nghiên cứu rút ngắn quy trình hồ sơ, thủ tục để người dân nhanh chóng tiếp cận chính sách theo hướng đúng đối tượng, rõ đến đâu, chi đến đó, tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và minh bạch. Cần chủ động xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trong đó, cần lưu ý triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ như Nghị định số 52 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Thông tư số 47 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả nguồn vốn 100 tỷ đồng thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay khôi phục sản xuất, duy trì kinh doanh, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động. Ủy ban nhân dân thành phố chủ động đề xuất, báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các chủ trương, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch cho người dân, doanh nghiệp và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất theo tinh thần nghị quyết số 268 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 86 của Chính phủ. 2. Hoàn thành việc chọn địa điểm và xúc tiến triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khu chung cư nhà ở xã hội bố trí cho hộ gia đình, người có công cách mạng có khó khăn về nhà ở trong năm 2021. Hoàn thành việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, trong đó lưu ý có chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong giai đoạn mới, trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em và lực lượng tuyến đầu chống dịch. 3. Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố và sớm ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục giai đoạn 2020-2022. Tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố qua giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó tập trung khởi công dự
án mở rộng nghĩa trụ Hòa Vang trong quý 3 năm 2021 và xúc tiến các thủ tục chuẩn bị đầu tư trung tâm văn hóa thành phố. 4. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, huy động tối đa một nguồn lực hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm 2021. Khẩn trương hoàn thành bệnh viện y học cổ truyền, trung tâm tim mạch bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn 2, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2021 nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động khám chữa bệnh của nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình y tế trọng điểm như trung tâm ghép tạng và cải ghép tế bào gốc, nâng cấp mở rộng bệnh viện phụ sản nhi và xúc tiến thủ tục đầu tư bệnh viện y học nhiệt đới tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. 5. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án phục vụ tốt năm học mới 2021-2022, thực hiện tuyển dụng đủ 856 giáo viên các cấp học theo chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 và lớp 2 được học 2 buổi một ngày, có phương án dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đánh giá hiệu quả đề án thí điểm thu nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi và xây dựng lộ trình mở rộng việc thực hiện tại các trường công lập còn lại trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong quý 3 năm 2021. Xây dựng lộ trình miễn học phí đối với học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong hệ thống công lập và đề án sửa học đường giai đoạn tiếp theo để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021. 6. Tăng cường hoạt động của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố, có giải pháp tăng tỷ trọng thực phẩm được kiểm soát theo chuỗi, tăng cường kiểm tra giám sát công tác cung ứng thực phẩm cho các khu vực cách ly, các chợ trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Hoàn thành dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tiếp tục xây dựng và xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 7. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, phường phát huy vai trò của Ủy ban Nhân dân các quận, phường trong lãnh đạo, điều hành tình hình kinh tế xã hội ở địa phương khi thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương, đồng thời tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, sớm triển khai việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Khánh Vân. Tiếp theo xin mời ông Lương Công Tuấn, thành ủy viên thường trực, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra của ban pháp chế. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể kỳ họp và kính thưa toàn thể cử tri thành phố. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã gửi đến các vị đại biểu. Thay mặt Ban pháp chế, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung báo cáo, cụ thể như sau. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án Dân sự thành phố, báo cáo Ủy ban các quận, phường, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân các quận, huyện, qua hoạt động giám sát theo chức năng nhiệm vụ, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất với nội dung báo cáo của Ủy ban thành phố và các cơ quan đơn vị và địa phương thuộc lĩnh vực pháp chế trình bày trước kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau đây. Thứ nhất, về công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, đã tổ chức thành công công tác giao nhận quân năm 2021 đạt 100% tỷ tiêu giao. Nhiều nội dung công tác quốc phòng quân sự địa phương quan trọng được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp. 100% các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ, trấn áp mạnh tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi và đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao. Công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy đạt được nhiều kết quả nổi bật. Việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố có một số loại tội phạm có tăng nhẹ như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, hoạt động sử dụng công nghệ cao, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng chuyên nghiệp. Số vụ việc hoạt động nhập cảnh trái phép, hoạt động bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại thành phố Đà Nẵng, theo diện chuyên gia của một số doanh nghiệp tổ chức bị phát hiện, xử lý còn nhiều. Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2020, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài,
không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đường thủy. Tình hình cháy nổ giảm 20% số vụ cháy so với cùng kỳ, không xảy ra thiệt hại về người. Kết quả đạt được về công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nêu trên là do được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố và sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của lực lượng công an, quân sự và các địa phương, sự phối hợp thực hiện của mặt trận đoàn thể của các cơ quan đơn vị. Hai, về tổ chức bộ máy thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cải cách hành chính đã giúp thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Thực hiện đúng lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban thành phố theo Nghị định số 107 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, đã hoàn thành đề án việc tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố và nghị định số 34 ngày 29 tháng 3 2021 của Chính phủ, các cấp của thành phố đã thực hiện công tác nhân sự về chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, chủ tịch, phó chủ tịch cấp phường đảm bảo đúng quy định. Đã xây dựng đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban thành phố các quận, các phường thực hiện tổ chức đối thoại với nhân dân theo nghị định số 34 của Chính phủ. Đây là một nội dung mới. Qua giám sát, Ban pháp chế nhận thấy chủ tịch các quận, phường đã thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và đúng theo hướng dẫn tạm thời của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ các tổ chức và nhân dân tốt hơn. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức viên chức có những chuyển biến tích cực như nhận thức tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian diễn ra dịch bệnh, duy trì việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho công dân tổ chức có nhu cầu giải quyết công việc. Kết quả đạt được bước đầu trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng nêu trên thể hiện cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường xã và nhân dân thành phố đã có tâm thế sẵn sàng và đã có những bước chuẩn bị cần thiết để phục vụ thí điểm mô hình này. Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và tư pháp, toàn ngành thanh tra thành phố đã thực hiện triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên việc tổ chức các đoàn thanh tra theo kế hoạch chưa đảm bảo. Việc xử lý rà soát, giải quyết các khiếu nại đông người kéo dài phức tạp trong thời gian qua đạt kết quả khá tốt, không để xảy ra điểm nóng, góp phần phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại tố cáo mới phát sinh trên địa bàn còn chậm do có nhiều nguyên nhân khách quan, nhất là tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan cần phải đặt ra để nghiêm túc khắc phục trong thời gian đến đó là một số đơn vị địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền của mình trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc tiếp công dân ở một số địa phương thực hiện còn chưa kịp thời, đầy đủ và hiệu quả. Chậm triển khai hoặc triển khai chưa nghiêm túc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu của cơ quan thanh tra, nhiều việc phải đôn đốc nhiều lần, chưa chủ động xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý những vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến đền bù hỗ trợ và tái định cư. Công tác phòng chống tham nhũng được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết số 04 ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng chức vụ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thực hiện hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ để làm cơ sở kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 trong thời gian đấy. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý nhà nước, quản lý xã hội luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, năng lực, trình độ và việc sử dụng bố trí đội ngũ cán bộ công chức xây dựng chính sách pháp luật nói chung, công chức pháp chế ở một số địa phương đơn vị theo Nghị định số 55 năm 2011 của Chính phủ còn nhiều hạn chế bất cập, nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng,
cũng như tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Về công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và các quận huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và các quận huyện thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý có hiệu quả tố giác, tin báo tội phạm, theo đó đã góp phần chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ tố cáo đúng thời hạn và truy tố đúng tội danh đều đạt 100%. Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung vẫn tăng 8 vụ so với cùng kỳ. Vẫn còn để xa một số vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy xử án có trách nhiệm của cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân. Về công tác xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố và các quận huyện, tỷ lệ giải quyết các vụ án của Tòa án Nhân dân thành phố và các quận huyện về cơ bản đảm bảo, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án thuộc diện chỉ đạo dư luận quan tâm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID được xét xử kịp thời và có hình phạt áp dụng nghiêm minh. Tòa án Nhân dân thành phố đã chỉ động công tác tập huấn nghiệp vụ, xét xử và đảm bảo các chế độ chính sách cho Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân các quận huyện theo đúng quy định. Hội thẩm Nhân dân đã tham gia xét xử theo sự phân công và cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong xét xử của mình. Tuy nhiên, công tác xét xử vẫn còn bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, mặc dù vẫn thấp hơn so với quy định tại nghị quyết của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao. Về công tác thi hành án dân sự, trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng án thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cả về vụ việc lẫn số tiền. Trong đó, số thụ lý và tiền tăng đột biến, có tính chất phức tạp, khó khả thi, đặc biệt là các vụ án kinh tế tham nhũng theo các bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Song, cơ quan thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ thi hành án đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan đơn vị cần quan tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau đây. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban các quận, phường về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung kiểm soát, kiểm tra ngăn chặn dịch bệnh COVID theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố về phòng chống dịch COVID và các chủ trương mới về phòng chống dịch trong thời gian đến. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch 144 ngày 29 tháng 7 2021 về thực hiện mục tiêu chương trình không có người nghiện ma túy trong việc kiểm soát ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng, không có giết người để cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh dưới dạng chuyên gia để các đối tượng lợi dụng nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật, đồng thời rà soát và có biện pháp khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác thẩm định cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài đầu tư và góp vốn, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các tranh chấp tại một số dự án bất động sản. Các vụ việc phức tạp còn tồn đọng kéo dài, không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là những người điều khiển trên đường cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Huy động tối đa lực lượng phương tiện thường xuyên tổ chức kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả việc lắp đặt và xử lý vi phạm của hệ thống camera giám sát. Về trách nhiệm công vụ, cải cách hành chính và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, sớm phê duyệt và thực hiện có hiệu quả đề án phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cấp sở ngành địa phương trên lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính ngân sách phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. Tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung theo quy định tại nghị quyết 119 và nghị định số 34 của Chính phủ. Có giải pháp cụ thể hơn nữa để tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, tinh thần làm việc không ngại khó khăn phức tạp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm và chất lượng, đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán và bản án của cơ quan có thẩm quyền để tạo nguồn lực về đất đai cho sự phát triển của thành phố trong thời gian đến.
chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện tốt và hiệu quả việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và quận huyện thành phố Đà Nẵng theo quyết định 2536 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban thành phố. Các sở ngành quận huyện thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần rất lớn cho việc cải thiện vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI của thành phố trong những năm sắp đến. Về công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và địa phương thực hiện việc tiếp công dân, đấu thầu với nhân dân theo quy định, tiến hành kiểm tra thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở các địa phương, các sở ngành, tập trung giải quyết các khiếu nại tố cáo mới phát sinh, không để kéo dài. Có giải pháp phù hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng, triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu giải quyết đơn thư trên toàn địa bàn thành phố để phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác này. Triển khai có hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 137 ngày 20 tháng 7 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện nghị quyết số 04 ngày 23 tháng 3 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chức vụ. Đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố và các quận huyện, Cục Thi hành án dân sự thành phố, ngoài những giải pháp mà các ngành nêu trong báo cáo, Ban pháp chế đề nghị. Một là tiếp tục thực hiện tốt quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy theo dõi chỉ đạo, các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, tập trung thanh tra có chuyên đề, nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra, làm rõ nguyên nhân, đình chỉ các vụ án hình sự nếu có. Các vụ án bị cấp có thẩm quyền, giám đốc thẩm, phúc thẩm, hủy án, sơ thẩm, sửa án do nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm của cá nhân đơn vị để xử lý kịp thời các vi phạm. Có giải pháp căn cơ để tiến đến không có bản án bị hủy, sửa vì nguyên nhân chủ quan. Có kế hoạch cụ thể để tập huấn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm giải quyết, xét xử các loại án cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, nhất là đối với các vụ án bị hủy, sửa, nhằm đưa ra các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc hạn chế, sai sót trong quá trình giải quyết các vụ án. Tập trung rà soát, xác minh, phân loại chính xác, có kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án, phối hợp với các cơ quan, các ngành địa phương liên quan xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành, đặc biệt là các vụ án kinh tế và tham nhũng. Rà soát việc ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị định số 0, nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ án tham nhũng chức vụ. Từ những phân tích đánh giá nêu trên, qua thẩm tra, Ban pháp chế thống nhất và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua các báo cáo của Ủy ban thành phố về công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, về tổng hợp kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, thông qua các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các quận, báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố và các quận, báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả 6 tháng đầu năm 2021. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban pháp chế, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông Lương Công Tuấn, trưởng ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố. Thưa các vị đại biểu, theo đề nghị của một số vị đại biểu và một số cử tri đang tham gia trực tiếp, theo dõi trực tiếp kỳ họp, muốn có thêm thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay, thì sau đây xin được kính mời đồng chí Ngô Thị Kim Yến, thành ủy viên, giám đốc Sở Y tế, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cung cấp thêm một số thông tin để đại biểu và cử tri được nắm thêm. Xin mời đồng chí Ngô Thị Kim Yến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị Hội đồng nhân dân thành phố, quý vị khách mời và thưa toàn thể hội nghị. Được sự cho phép của chủ tọa hội nghị, tôi xin được báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Như chúng ta cũng đã biết,
tình hình dịch COVID trên địa bàn thành phố cũng như là cả nước hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Mặc dù đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thời gian đã rất là dài, hơn một tháng, tuy nhiên tình hình của các tỉnh cũng đã không kiểm soát, và số ca mặc dù là đã thực hiện nhưng số ca dương tính đã tăng lên rất là nhiều, thậm chí có những địa phương tăng lên gấp 20 lần mặc dù đã thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố Đà Nẵng chúng ta trong thời gian qua thì tình hình dịch chúng ta đã diễn ra 3 mốc. Mốc thứ nhất là từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, tức là gần 30 ngày. Thì lúc đó chúng ta là có chủng Alpha là chủng của Anh, thì chúng ta chỉ có 158 trường hợp mắc trong 30 ngày. Và tiếp theo thì ngày 18 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 là 21 ngày thì chúng ta có 92 ca. Tuy nhiên, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 là 31 ngày thì chúng ta đã có 1.473 trường hợp mắc với biến thể là Delta. Chắc quý vị cũng đã biết biến thể Delta là một biến thể mà cái mức độ lây lan bệnh rất là nhanh. Nhanh mà tưởng chừng như là chúng ta sẽ không thể đuổi kịp nó. Và cái việc tiếp xúc nguồn bệnh và việc phát bệnh có nhiều trường hợp chỉ trong khoảng 2 ngày. Nhưng cũng có những trường hợp thời gian ủ bệnh rất là dài. Và cái thứ hai nữa là cái biến chủng này nó gây ra cái tình hình rất là phức tạp. Đó là số ca nặng cũng tăng lên rất là nhiều và những trường hợp tử vong. Thậm chí có những trường hợp rất trẻ và thời nhiễm bệnh và chuyển bệnh từ một cái thể nhẹ không có triệu chứng chuyển thành thể nặng và tử vong cũng rất là nhanh. Cho nên đây theo ngành chuyên lĩnh vực y tế chúng tôi, thực sự đây là một cái biến thể rất đáng lo ngại, và chúng ta cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái biện pháp để kiểm soát được tình hình dịch. Làm thế nào để chúng ta cắt được cái nguồn lây của con vi khuẩn rút này bằng cách là chúng ta xét nghiệm thần tốc nhanh nhất có thể để bóc nó ra khỏi cộng đồng, và chúng ta giãn cách xã hội để chúng ta hạn chế tối đa cái việc lây lan của virus này từ người này sang người khác bằng rất nhiều biện pháp. Ví dụ chúng ta thực hiện tốt 5K, chúng ta thực hiện giãn cách xã hội và chúng ta phong tỏa, cách ly và rất là nhiều các cái biện pháp, và đặc biệt là cách ly F1. Thì tất cả những cái biện pháp đó chúng ta đã thực hiện một cách rất là đồng bộ từ hệ thống của cả một cái hệ thống chính trị, và đặc biệt là sự chủ động phối hợp của các quận huyện đối với ngành y tế cũng như là đối với các ban ngành, để chúng ta có thể làm nhanh nhất có thể những cái biện pháp mà chúng ta đã thực hiện chống dịch với một cái tinh thần là quyết liệt nhất, mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, chắc có lẽ rằng là tất cả những biện pháp của chúng ta là chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, việc kiểm soát được dịch bệnh, để kiểm soát được nó thì chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, mạnh hơn nữa, với một cái tinh thần nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải tuyệt đối chính xác nhất. Ví dụ, chúng ta xét nghiệm thần tốc, nhưng chúng ta chỉ cần vô tình để sót một trường hợp. Chúng ta điều tra truy vết F0, chúng ta chỉ cần để sót một trường hợp F1, thì tất cả những công sức của chúng ta đều không được như mong muốn. Cho nên vừa đòi hỏi nhanh, vừa đòi hỏi quyết liệt, nhưng mà phải đòi hỏi một sự chính xác rất là cao. Đây là một cái bài toán rất là khó. Thì hôm qua, Thường trực Thành ủy cũng như là các ngành cũng đã họp, và chúng tôi với tư cách là cơ quan thường trực cũng đã trình đánh giá những cái mặt được trong công tác phòng chống dịch của chúng ta trong thời gian qua. Những mặt còn hạn chế, đó là hạn chế do thực sự là do cái yêu cầu quá khắc nghiệt của cái công tác phòng chống dịch này, cho nên chúng ta được xem là những hạn chế, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các cái biện pháp trong thời gian sắp đến để có thể cố gắng khống chế được tình hình dịch. Đối với tình hình hiện nay của thành phố Đà Nẵng chúng ta, thì trước đây chúng ta có rất là nhiều chuỗi lây nhiễm, và mặc dù là phức tạp nhưng chúng ta đã kiểm soát được. Điều đó để thể hiện rằng cái sự quyết tâm của chúng ta, sự
tập trung của chúng ta đã có kết quả rất là tốt. Ví dụ như chuỗi của khu Tam Giác, nhựa Duy Tân, ví dụ như chuỗi của Việt Hoa, ví dụ như chuỗi của Nguyễn Phước Nguyên, tất cả những cái chuỗi đó mặc dù rất phức tạp nhưng chúng ta cũng đã khống chế được. Hiện nay chúng ta đang áp lực với những cái chuỗi lây nhiễm, đó là chuỗi liên quan đến cảng cá Thọ Quang ở Sơn Trà mà chúng ta cũng đã thấy. Và qua một thời gian vừa rồi chúng ta kiểm soát rất là nhiều các cái biện pháp thì dấu hiệu của cái chuỗi cảng cá Thọ Quang đã đi xuống và đã thể hiện là cái sự thành công trong cái việc tập trung của chúng ta. Và hiện nay thì đang xuất hiện các cái chuỗi như ở công ty Fujikura ở khu công nghiệp Hòa Cầm, chuỗi của Mỹ An tức là 356 Ngũ Hành Sơn, chuỗi Thuận Phước là liên quan đến ca sinh viên ca học việc của bệnh viện 199, và sáng hôm nay thì có một cái chuỗi rất phức tạp, đó là bệnh chợ Đầu Mối, là một chợ mà cung cấp có thể nói là nguyên thực phẩm chính của thành phố. Thì chúng ta cần phải là mạnh hơn, quyết liệt hơn và tập trung nhiều hơn để có thể kiểm soát được. Đó là tập trung phong tỏa. Phong tỏa thì phải có một cái tinh thần rất là rõ là phong tỏa cứng. Không bao giờ suy nghĩ là chúng ta tin là phong tỏa mềm, mà phong tỏa cứng có thể là rộng. Sau đó chúng ta sau khi đánh giá với những cái đánh giá của chuyên gia thì chúng ta mới quyết định hẹp hay là vẫn rộng. Thì cái đó là một trong những cái chiến lược trong công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai là xét nghiệm thần tốc nhưng phải đúng địa điểm, phải đúng trọng tâm, tránh trường hợp nơi cần lấy mẫu xét nghiệm thì không được lấy, nơi không cần lấy mẫu xét nghiệm thì được lấy 5-10 lần để đảm bảo cái kế hoạch chung. Thì hôm qua đồng chí Bí Thư và đồng chí thường trực cũng đã nêu ra vấn đề này và đã có những cái quán triệt rất là rõ. Và thực hiện giãn cách một cách thực chất, ai ở đâu ở đó. Và cái này thì phải cần cái sự hệ thống chính trị vào cuộc rất là mạnh mẽ, công tác giám sát liên tục để nhắc nhở người dân, cũng như kèm các cái biện pháp về hành chính, đó là xử phạt, thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Và một trong những cái nội dung quan trọng nhất đối với công tác phòng chống dịch đó là làm thế nào để chúng ta phát hiện ra những ca F0 nhanh nhất, và làm thế nào để chúng ta có thể điều trị được những ca F0, tránh những cái trường hợp, hạn chế tối đa cái việc tử vong. Quý vị cũng biết rằng là cái việc chuyển bệnh của cái đợt này đối với cái biến thể Delta thì nó rất là nặng, cho nên cái việc chuẩn bị trong công tác vận chuyển bệnh nhân, mặc dù là Đà Nẵng chúng ta thì hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh 5 xe cấp cứu với 15 cán bộ y bác sĩ, tuy nhiên tình hình dịch hiện nay chúng ta vẫn đảm đương được, và gần như tất cả các cái trường hợp F1, F0 đều được vận chuyển bằng xe chuyên dụng của ngành y tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Chúng ta chưa đến mức sử dụng cái hệ thống vận chuyển công cộng. Mặc dù như vậy nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một hệ các cái xe của các cái công ty taxi, và tất cả các lái xe đã được đào tạo về chuyên môn để mà có thể vận chuyển được bệnh nhân, tránh cái trường hợp lây lan đối với tài xế. Thì cái này mặc dù là chúng ta đã đảm nhận được nhưng mà cũng đã chuẩn bị cho một cái hệ thống để mà có thể trong những tình huống cao hơn thì cái hệ thống vận chuyển này sẽ giúp cho chúng ta không bị động như khi mà cái diễn biến dịch nó tăng lên. Và đặc biệt kèm theo với cái hệ thống đó là quy trình điều phối cũng là một cái bước mà cần phải có một cái sự chuẩn bị, tránh tình trạng thông tin người dân khi mà trường hợp quá nhiều ca, quá nhiều F1 vận chuyển thì lúc đó chúng ta sẽ rất là rối. Thì cũng đã được chuẩn bị một cái quy trình để có thể vận chuyển và phối hợp một cách nhịp nhàng, đó là công tác vận chuyển. Về công tác điều trị thì thành phố Đà Nẵng may mắn là chúng ta có được một cái hệ thống y tế từ trước cũng tương đối so với khu vực, cho nên khi chúng ta chuẩn bị cho cái điều trị thì cũng có những cái thuận lợi. Hiện nay cái điều trị thì chúng ta có khoảng 2.500 giường để mà có thể thu dung điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, cái quan trọng là thành phố Đà Nẵng chúng ta thì cũng đã thiết lập được 300 giường hồi sức, tức là có đầy đủ các cái điều kiện để mà cho bệnh nhân thở máy, rồi sử dụng các cái biện pháp cao hơn như lọc máu, ECMO, và đặc biệt là chúng ta có một cái hệ thống khí nén oxy đầy đủ cho cái quy mô 300 giường này. Thì đây cũng là một cái thuận lợi trong công tác điều trị. Tuy nhiên,
Đây là một cái ghế mà chúng ta đã cố gắng hết sức và gần như là tối đa. Nếu như thành phố chúng ta có trên 6.000 bệnh nhân thì bình theo tỷ lệ là 5% bệnh nặng thì là có 300 giường, thì chúng ta cũng chỉ có thể phục vụ với một cái tối đa là 6.000 bệnh nhân. Nếu như trên 6.000 bệnh nhân thì đối với một cái quy mô của thành phố chúng ta thì hệ thống y tế chắc chắn là sẽ quá tải. Chính vì điều đó cho nên cái việc kiểm soát tình hình dịch bệnh và làm thế nào cho số ca bệnh giảm thì phải cần một cái hành động quyết liệt mạnh mẽ của tất cả các hệ thống chính trị của chúng ta. Còn lại công tác vận hành, sử dụng tối đa các nguồn lực về y tế của thành phố thì với một cơ quan tham mưu cho thành phố về công tác y tế thì chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng hệ thống đào tạo và sử dụng các nguồn lực từ các hệ thống bệnh viện tư nhân, bệnh viện các bộ ngành đóng trên địa bàn, cũng như sử dụng hệ thống sinh viên tốt 5 năm 5 6 để được đưa vào đào tạo để xây dựng hệ thống, cũng như là đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát tình hình dịch thì ngành y tế cũng tham mưu cho lãnh đạo thành phố một cái kế hoạch tiêm chủng vaccine với một cái mục đích là tiêm nhanh nhất có thể, hiệu an toàn nhất có thể, không cố gắng hết sức những trường hợp tai biến xảy ra thì được hệ thống y tế ngay tại điểm tiêm xử lý kịp thời. Thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu và lãnh đạo thành phố cũng đã ký một cái phê duyệt cái kế hoạch về chiến dịch tiêm vaccine với tổng cộng là 9 điểm tiêm, với tổng cộng chúng ta có 9 địa điểm tiêm mà chúng ta có 102 điểm tiêm, và khả năng nếu như cái kế hoạch này mà chỉ diễn ra bình thường trong giờ hành chính thì chúng ta có thể tiêm được 20.000 người trong một ngày. Tuy nhiên, ngành y tế chúng tôi đã bàn và chuẩn bị cho một cái kế hoạch là tối ưu hóa một cái điểm tiêm, tức là có thể làm 2 ca, 3 ca cho một điểm tiêm, thì một điểm tiêm chúng ta có thể tiêm lên được 35-40.000 người trong một điểm tiêm. Thì tất cả cái sự chuẩn bị đó thì cũng đã được nằm trong kế hoạch và đã triển khai từng quận, và sự hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận rất là lớn. Ví dụ như quận Hải Châu thì đã phối hợp và thiết lập cái điểm tiêm ở Cung Tiên Sơn, quận Cẩm Lệ đã thiết lập cái điểm tiêm ở trung tâm hỗ trợ triển lãm, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thì đã thiết lập cái điểm tiêm ở ký túc xá phía Tây, và sắp đến chúng tôi đã chuẩn bị và Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cũng đã thiết lập một cái điểm tiêm ở Ngũ Hành Sơn, với trung bình một cái địa điểm như vậy là có 10 điểm tiêm. Và tiếp tục Thanh Khê và những cái Hòa Vang thì vì địa phận của Hòa Vang hơi rộng cho nên chúng tôi riêng Hòa Vang thì tổ chức 4 địa điểm tiêm để mà đáp ứng được cho người dân. Thì hiện nay đối với vaccine mà về tới thành phố thì thành phố Đà Nẵng chúng ta đang nhận 3 loại vaccine, đó là vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Lãnh đạo thành phố cũng đã thống nhất quan điểm là vaccine Pfizer chỉ để dành ưu tiên tiêm cho những người cao tuổi và bệnh mãn tính. Vaccine Moderna một phần là tiêm cho các cái đối tượng theo cái đối tượng ưu tiên của 3355 của Bộ Y tế, thì chúng ta cũng dành, vì Moderna cũng ít có cái phản ứng, cái này cũng để dành tiêm cho người cao tuổi và người bệnh nền. Còn lại toàn bộ cái vaccine AstraZeneca thì sẽ được tiêm cho toàn bộ cho các cái đối tượng còn lại. Thì đến giờ phút này theo như kế hoạch thì Bộ Y tế đã phân về cho Đà Nẵng chúng ta, kể cả cơ quan trung ương là bệnh viện C, kể cả bệnh viện có hệ có bên công an thì chúng ta có 197.000 liều. Tuy nhiên thực tế về tới Đà Nẵng hiện nay mà chúng ta đang có vaccine là khoảng 95.000 liều, và chúng ta đã tiêm hơn 70.000 liều, và kế hoạch là ngày 14 tháng 8 thì chúng ta sẽ tiêm hết 100% cái 94.000 liều đó, và đã chuẩn bị cho một kế hoạch để tiêm 97.000 liều còn lại mà Bộ Y tế sẽ chuẩn bị ngày nay hoặc ngày mai sẽ vận chuyển về cho thành phố Đà Nẵng. Cho nên toàn bộ vaccine gần như là được điều hành liên tục, và không để một liều vaccine nào
mà bị lãng phí. Thứ hai là không để trống một khoảng thời gian nào mà có vaccine mà người dân của chúng ta không được tiêm. Và cũng cố gắng hết sức là không để một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra vì tai biến, vì phản ứng khi tiêm vaccine. Thì đó là tất cả những cái mong muốn với một cái cơ quan thường trực ngành y tế chúng tôi để đạt được cái chiến lược tiêm vaccine trong thời gian này nhanh nhất cho người dân thành phố Đà Nẵng. Và anh em ngành y tế chúng tôi cũng đã hứa với một cái quyết tâm rất là lớn, nếu như có vaccine đầy đủ thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ tiêm trong vòng một tháng, thì có thể 826.000 người dân nằm trong đối tượng được tiêm vaccine, tức là người trên 18 tuổi, sẽ được tiêm toàn bộ mũi 1. Thì hy vọng rằng là với sự rất là quan tâm của Thường trực Thành ủy đã liên hệ liên tục và sự hỗ trợ của Trung ương, thì thành phố Đà Nẵng chúng ta trong thời gian sắp đến sẽ được nhận vaccine nhiều, và với cái đơn vị là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo thành phố để mà triển khai, thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các kế hoạch có thể nói rằng là rất là kỹ và chu đáo để có thể đáp ứng được cho người dân của thành phố mình, với một cái mong muốn là nếu chúng ta phải tiêm nhanh nhất có thể thì tạo được miễn dịch cộng đồng, thì công tác phòng chống dịch của anh em mới đỡ vất vả trong đó cả, và từ cái sự đó thì chúng ta mới có thể phát triển kinh tế xã hội được một cách tốt nhất. Đó là tất cả những cái nội dung mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đại biểu. Xin chúc cho cuộc họp của chúng ta được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Y tế cũng đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua, cũng như là một số cái dự kiến trong thời gian sắp đến. Thì tinh thần chung đó là nguy cơ của các cái địa phương trên địa bàn thành phố hiện nay đang là rất cao. Và báo cáo các vị cử tri và các vị đại biểu là tối hôm qua đánh giá lại toàn bộ 56 xã phường, thì ngoài chúng ta có 2 quận là ở nguy cơ rất cao và 5 quận huyện còn lại là ở nguy cơ cao. Và cho nên nếu không kịp thời, nếu không quyết liệt hơn thì sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả rất là ảnh hưởng rất xấu đến cái tình hình và đặc biệt là cái tính mạng sinh mệnh của nhân dân. Nếu không khéo chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng quá tải về y tế, thì lúc đó thì cũng rất dễ xảy ra vỡ trận. Cho nên là những cái vấn đề thông tin nêu ra để tiếp tục cảnh báo, để tiếp tục là kêu gọi bà con nhân dân, cử tri tiếp tục là thực hiện tốt 5K, ủng hộ chia sẻ cùng các biện pháp phòng chống dịch của thành phố. Tinh thần là chúng ta thực hiện nghiêm cái phương châm của chính phủ là ai ở đâu thì ở yên đó, bằng nhiều cái biện pháp mạnh hơn, có thể mạnh hơn những cái biện pháp chúng ta hiện đang làm. Và chúng tôi cũng đề nghị cử tri thành phố là cũng hết sức bình tĩnh để cùng với thành phố ứng phó với đại dịch, không hoảng loạn. Sáng nay có một số thông tin như thế là cũng nghe chừng là cũng bà con cũng tấp nập là đi mua đồ dự trữ cho những ngày sắp đến rồi. Tinh thần tôi nhắc lại là phương án chúng ta chuẩn bị để nếu như một số ngày đến mà cái ca dương trên địa bàn thành phố mà nó không giảm hoặc nó tăng thì chúng ta áp dụng cái biện pháp mạnh hơn. Còn lại từ đây đến đó mà nếu ca dương nó giảm xuống sâu hơn thì chúng ta cũng cân nhắc lại cái hình thức và cái phương án đối phó với dịch bệnh phù hợp với tình hình của chúng ta. Đề nghị là bà con nhân dân, cử tri thành phố là cũng hết sức bình tĩnh để mà cùng chung tay ứng phó với cái đại dịch này. Kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình thì kỳ họp sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 83 của luật tổ chức chính quyền địa phương, thì sau đây xin mời ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tờ trình về việc đề nghị bầu chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Xin kính mời ông Lê Trung Chinh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa chủ tọa kỳ họp, thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố tôi xin đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Kính gửi Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ nghị định số 08
ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi giới thiệu ông Phan Thanh Long, Chánh thanh tra thành phố để Hội đồng nhân dân thành phố bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố. Xin được cảm ơn ông Lê Trung Chinh. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân vừa nghe ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tờ trình về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Xin ý kiến các vị về nội dung tờ trình ạ. Nếu các vị không có ý kiến gì thêm thì xin phép sau đây chúng ta tiến hành công tác bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân. Trước hết là bầu ban kiểm phiếu căn cứ quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và quy định tại Nghị định số 08 của Chính phủ, thì việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thì tiến hành bằng thức bỏ phiếu kín. Để tiến hành kiểm phiếu thì chủ tọa kỳ họp xin dự kiến ban kiểm phiếu gồm các đại biểu sau đây. Một là đại biểu Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố là trưởng ban. Các thành viên gồm có đại biểu Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội. Đại biểu Lê Phú Nguyện, Phó giám đốc Sở Nội vụ. Đại biểu Trần Tuấn Lợi, chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố. Và đại biểu Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn. Xin ý kiến các vị đại biểu ạ. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến thì xin các vị biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất với thành phần ban kiểm phiếu vừa trình bày xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Có đại biểu nào không thống nhất? Không có. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu khách mời, kính thưa chủ tọa kỳ họp và quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, thay mặt ban kiểm phiếu tôi xin nêu cách thức bỏ phiếu bầu ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau. Phiếu bầu có màu trắng, được đóng dấu Hội đồng nhân dân thành phố trên góc trái. Phiếu bầu có in họ và tên của người được giới thiệu để bầu chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Phiếu bầu có hai ô đồng ý và không đồng ý để đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thể hiện chính kiến của mình bằng cách là chúng ta đánh dấu chéo vào một trong hai ô đó. Đối với phiếu không hợp lệ, phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định và do ban kiểm phiếu phát. Phiếu không có đóng dấu hoặc là phiếu để hai ô đồng ý và không đồng ý, không có đánh dấu chéo hoặc đã đánh dấu chéo rồi. Phiếu ghi tên người ngoài danh sách được ứng cử, phiếu có viết thêm. Đó là một số cái nội dung về công tác hướng dẫn bầu ở phiếu. Và sau đây xin mời các thành viên của ban kiểm phiếu lên phát phiếu cho các quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ạ. Cả đại biểu đều có, trừ chủ tọa kỳ họp. Ban kiểm phiếu lưu ý. Xin được hỏi là có quý vị đại biểu nào là chưa nhận được phiếu không ạ? Vâng, như vậy là tất cả chúng ta, quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân đều đã có phiếu. Và sau đây là xin mời quý vị chúng ta lần lượt đi bỏ phiếu. Trước hết xin kính mời chủ tọa của kỳ họp thực hiện nghi thức bỏ phiếu ạ.
Xin được hỏi là có quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nào chưa thực hiện bỏ phiếu không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái nghi thức bỏ phiếu. Và sau đây là xin mời ban kiểm phiếu chúng ta lên phía trước để tiến hành việc kiểm phiếu ạ. Cũng xin thông báo thêm các vị đại biểu là hiện nay chúng ta có 5 đại biểu là dự kỳ họp theo hình thức trực tuyến. Cho nên là có thể biểu quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền. Nhưng mà việc bỏ phiếu trực tiếp thì không thực hiện được việc bỏ phiếu trực tiếp. Cho nên là chúng ta vẫn phải tiến hành theo quy định của pháp luật về công tác bỏ phiếu. Mong các vị đại biểu hiểu cho nội dung này. Xin phép chủ tọa kỳ họp và toàn thể quý vị. Sau đây, ban kiểm phiếu xin trình bày biên bản kiểm phiếu bầu chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Biên bản kiểm phiếu bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2021, vào hồi 11 giờ, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân 52 vị. Tổng số đại biểu có mặt tại phiên họp 52 vị. Tổng số đại biểu họp trực tiếp tại kỳ họp 47 vị. Tổng số đại biểu họp trực tuyến tại kỳ họp 5 vị. Số đại biểu vắng mặt không có. Chủ tọa kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Thư ký kỳ họp gồm có ông Trần Đình Quân, Trưởng phòng Công tác Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố và hai chuyên viên bà Trương Thị Vân và bà Phạm Trần Minh Tuyến. Ban kiểm phiếu gồm có bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban, ông Huỳnh Hy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố, Ủy viên, ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên, ông Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, Ủy viên và bà Trần Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng là thư ký. Sau khi nghe ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận việc ứng cử, đề cử và biểu quyết nhất trí danh sách người ứng cử để bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau. Ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh Tra thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau. Số đại biểu dự trực tiếp tại kỳ họp là 47 đại biểu và số phiếu phát ra 47 phiếu, số phiếu thu vào 47 phiếu, số phiếu hợp lệ 47 phiếu, số phiếu không hợp lệ không có. Số phiếu bầu ông Phan Thanh Long là 47/47 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu dự trực tiếp và đạt tỷ lệ là 90.38% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bầu phiếu, ông Phan Thanh Long được bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban kiểm phiếu xin chúc mừng ông Phan Thanh Long và kính báo cáo là nhiệm vụ của ban bỏ phiếu đã hoàn thành ạ. Cảm ơn ban kiểm phiếu. Sau đây xin mời ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày dự thảo nghị quyết về xác nhận Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể kỳ họp, được sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin trình bày nghị quyết
xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 2. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền mô hình đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại tờ trình số 110 ngày 6 tháng 8 2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ biên bản kiểm phiếu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại phiên họp ngày 12 tháng 8 2021, kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, quyết nghị. Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thanh Long, được 47 trên 47 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có mặt tại kỳ họp tán thành, đạt tỷ lệ 90,38% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có biên bản bầu cử kèm theo. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng biểu quyết thông qua. Nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Lương Nguyễn Minh Triết xin chân thành cảm ơn. Hôm nay là ngày 12, không phải 16, anh Tuấn điều chỉnh lại trong nghị quyết. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết vừa trình bày ạ. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì thêm thì xin cho biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết mà ông trưởng ban pháp chế vừa trình bày xin cho biểu quyết bằng giơ tay. Rồi xin cảm ơn các vị đại biểu. Có đại biểu nào không thống nhất không ạ? Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy là 100% đại biểu chúng ta thông qua nghị quyết. Rồi xin chúc mừng ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các vị đại biểu khách mời, thưa toàn thể các vị đại biểu, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung trong buổi sáng, trong phiên khai mạc của kỳ họp thứ nhất. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục kỳ họp vào lúc 14 giờ. Chiều hôm nay chúng ta sẽ nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu một số cái nội dung liên quan đến kinh tế xã hội của thành phố. Sau đó sẽ thảo luận và thông qua các cái nghị quyết tại kỳ họp, trong đó có cái nghị quyết về công tác nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Xin mời các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu nghỉ trưa, chiều 14 giờ chúng ta tiếp tục làm việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào lúc 14 giờ chiều nay, kỳ họp sẽ thảo luận thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2 và trực tuyến trên website www.danangtv.vn. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.